Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy, các bác đừng tiếc em, cho em xin một nút like nhé, nút like đăng ký kênh để lấy tương tác không nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái nồi lẩu Osaka nhá. Lên cho em là nồi lẩu Osaka. Con này thì nó sẽ là một cái nồi lẩu rất là to luôn, các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu được hết nhá. Đấy, chiên rán xào nấu được hết các bác này. Đấy, dung tích của nó là 3,5 lít, điện 220V, công suất 1.300W. Sản phẩm khi các bác nhận được hàng sẽ bao gồm cho các bác là một nồi như này. Một nồi liền này luôn nhá. Vung của nó thì là vung kính cường lực nhá. Vung kính cường lực này về nhà các bác lắp cái nắp này vào cho em này. Lắp cái nắp này vào này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái nồi lẩu như này. Đấy, một cái nồi lẩu như này các bác này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khay hấp như này nhá. Khay hấp này ví dụ các bác cho nước này, cho nước, cho bia, cho đồ hấp xuống dưới này. Cho nước dưới trong đó thì các bác cho cá, cho tôm, cho các loại thực phẩm lên đây. Đấy, nồi rất là dày luôn. Và hàng này của nó sẽ là hàng tráng đá chống dính nhá. Tráng đá chống dính cực kỳ là tốt luôn. Các bác dùng cực kỳ là an toàn. Đấy, hàng thì nó sẽ là của thương hiệu Osaka nhá, của thương hiệu Osaka. Đấy, qua kiếp cực no, cực kỳ là ngon luôn. Đây là cái nút điều chỉnh của nó này. Đấy, phím nguồn đây, con nguồn với con điều chỉnh đây. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu Osaka nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, nồi lẩu Osaka giá cực tốt luôn. Đây, hàng thương hiệu Osaka này, giá của nó sẽ là 309 à. Lên em là lẩu Osaka nhá, lẩu Osaka này, Osaka giá sẽ là 390.000 thôi, bao ship đến tận nhà cho bác một cái nồi lẩu như này. Cái này thì bên em bán cả 1.000 con rồi, các bác yên tâm sử dụng nhá. Mã sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác hai cái mẫu dầu gội đầu Clear. Đấy, Clear Men có màu xanh và màu trắng này. Clear Men màu xanh và màu trắng, giá thì sẽ là 90.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Đó, 90.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear nhá, 90k đó. Hàng thì hàng của thương hiệu Clear. Đấy, Clear Men và sản xuất ở Thái Lan nhá, sản xuất Thái Lan. Dung tích của nó là 450ml các bác nhá. Đấy, hàng made in Thái Lan các nhá. Đây, sản xuất ở Thái Lan này các bác này. Đó, giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn, mà hàng Thái Lan thì nó vượt trội hơn nhiều so với hàng của Việt Nam mình các bác nhá. Đây, made in Thái Lan các bác này. Đó, made in Thái Lan, Bangkok Thái Lan đây. Đó, giá sẽ là 90.000, có màu xanh và màu xanh đậm và màu trắng như này nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bình thể thao nhá. Con này thì đang giá thanh lý cho các bác, giá cực tốt luôn. Đấy, một con bình thể thao như này. Đó, bình dung tích là 1 lít nhá. Dung tích của nó là 1 lít, hàng inox 304 dung tích 1 lít. Có lưới lọc này. Đấy, su 304 đây. Đấy, su này còn su 316 luôn nhá. Su 316 còn chất hơn cả su 304. Đấy, có lưới lọc như này và có quai đeo bằng da rất là đẹp như này các bác nhá. Đó, có quai đeo này, các bác mang nước đi học, đi chơi, đi làm, đi du lịch đều ok hết nhá. Dung tích là 1 lít luôn và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 60k thôi. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là bình thể thao nhá, bình thể thao. Giá của nó sẽ là 60k thôi nhá. Giá thanh lý 60.000, giá cực tốt luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái vòi xịt vệ sinh nhá. Đây, vòi xịt vệ sinh như này. Đấy, hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi xịt này, một đầu vòi xịt một dây. Đấy, một đầu vòi xịt một dây và một giá đỡ. Đây, combo cho các bác luôn, một đầu vòi xịt như này, một đầu vòi xịt này, một dây, một giá đỡ. Đấy, dây của nó thì dây chống rối nhá, có ốc vít, ốc viếc đàng hoàng. Combo cho các bác một bộ như này, lên cho em là bộ dây vòi xịt vệ sinh, giá thì thanh lý cho các bác chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh inox như này nhá. Đấy, dây dài thì từ 1m2 đến 1m5, có lô về 1m2, có lô về 1m5, đầu xịt inox. Đấy, đầu xịt bằng inox hết nhá. Hàng inox 304 của thương hiệu Osaka. Đây các bác này. Đấy, Japan nhá. Hàng nội địa của Nhật này, Osaka Japan các bác này. Đó. Giá thì giá thanh lý cho các bác, giá cực chất rồi. Chỉ có cho các bác là 90k thôi. Dây vòi xịt vệ sinh, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy, 90k cho cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi lavabo nhá. Vòi lavabo như này. Đó, các bác lên cho em là vòi lavabo. Giá của nó sẽ là 420.000 cho cái vòi lavabo như này. Đấy, cái này thì các bác lắp vào chậu rửa mặt nhá. Lắp vào chậu rửa mặt cho em. Đó, nó cũng chia ra làm hai đường nước như này các bác này. Đấy, đây, hai đường nước như này. Lên cho em là vòi lavabo, giá của nó sẽ là 420k nhá. 420k. Đó, 420.000. Cho một con vòi lavabo này về lắp vào chậu rửa mặt, các thứ rất là ok luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mũi khoan nhá.
hộp mũi khoan đỏ như này, một hộp bao gồm là 5 mũi. Đấy, 1 2 3 4 5 mũi nhá. À 6 mũi thì nó sẽ có là 3 mũi tazogen và 3 mũi khoan tháp. Giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. 110k cho hộp mũi khoan đỏ này nhá. 110.000. Thép của nó là thép gió phủ titan, thép gió phủ titan. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn, dày dẫn chắc chắn, thép gió phủ titan siêu bén cho các bác luôn nhá. Giá sẽ là 110.000. Đấy, 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là bộ 5 mũi khoan đa năng. Đấy, hộp 5 mũi khoan đa năng như này. Giá thì sẽ là 110.000 cho 110.000 cho hộp 5 mũi khoan đa năng như này nhá. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan của Nhật này. Kabushi Japan của Nhật. Đấy, nó sẽ có 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Tổng của nó là 5 mũi nhá. 5 mũi giá sẽ là 110k. 110k cho hộp 5 mũi khoan đa năng nhá. Đấy, 5 mũi khoan đa năng 110.000. Tiếp theo thì em về cho các bác cái bộ khẩu 12 nhá. Bộ khẩu 12. Bộ này thì sẽ là bao gồm cho các bác là 12 chi tiết. 12 chi tiết bao gồm 10 đầu khẩu, một tay công và một tay nối dài. Đấy, 10 đầu khẩu. Hàng thì chất lượng thì miễn bàn rồi, chất lượng của nó thì khỏi phải bàn rồi. Giá cực kỳ ưu đãi, chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160k cho các bác bộ khẩu như này. Bình thường nếu các bác ra ngoài cửa hàng mua cho em một tay công này đã phải mất đi khoảng từ 100-120.000 rồi. Đây mà cả bộ như này, bao gồm cả đầu khẩu, cả đầu công, cả đầu nối dài như này nhá. Đấy, cả tay công, cả tay nối dài như này các bác. Đấy, đây tay nối dài này. Đấy, 10 đầu khẩu từ 8-24 nhá, khẩu phổ thông từ 8-24 luôn. Đó, rất là ngon nhá. Có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá, có xoáy nhanh đảo chiều luôn. Các bác mua về để mình sử dụng lặt vặt trong gia đình hoặc mua làm thợ làm nghề sửa chữa đều ok hết. Giá thanh lý cho các bác 160.000 thôi. 160.000 cho cái bộ khẩu 12 chi tiết như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ rỉ nhá. Các bác lên cho em là chổi cọ rỉ vàng như này. Đấy, nó sẽ là một cái chổi cọ rỉ như này. Thì các bác dùng để mình thì cọ rỉ các bác này. Đấy, các bác cọ này cho em này. Đấy, cọ này cho em. Mình đánh rỉ, đánh giếc hoặc là nói chung là dùng đa di năng được luôn. Đó. Lên cho em là chổi cọ rỉ vàng. Giá sẽ là 15k nhá. 15k cho cái chổi cọ rỉ vàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cưa lách nhá. Đấy, một con cưa lách rất là ngon như này. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan, một con cưa lách. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng như này các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cưa lách là bao nhiêu nhỉ? 40k nhá. 40k cho một con cưa lách như này thôi. Giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Cưa lách dùng cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bịch giấy giấy ướt các bác nhá. À, đây nó sẽ là một bịch giấy ướt. Cái giấy này để các bác dùng để mình lau. Cái này lau cái gì đấy? Hả? À, cái này là giấy lau bếp nhá. Giấy lau bếp này. À, giấy lau bếp như này. Nè. Lau đi xuống lấy cái băng dính trắng dán nào. Con mình cắt đứt cả ra như này rồi. Đây cả hai bịch này. Lau khô đi lấy băng dính trắng dán nào. Lên cho em là giấy. Giấy lau cái gì đấy? Giấy lau dầu mỡ nhá. Giá sẽ là 25.000 các bạn. 25k trong bịch là giấy lau dầu mỡ như này, 25.000. Đấy, thì đây em sẽ test sản phẩm cho các bác xem luôn. Đây em vừa ghi nhá, vừa ghi bằng mực 25.000 nhá. Đây. Các bác lau này. Đấy, về nhà các bác lau là nó sẽ rất là sạch luôn. Đây các bạn này. Đấy. Lau sạch luôn các bạn này, nó tẩy rất là sạch luôn. Đấy, nó chất chảy tự nhiên rất là sạch luôn các bạn này. Đấy, tẩy rất là sạch luôn. Rất là sạch các bạn này. Đó. Thì giá sẽ là 25k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái các bác lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Và lấy những cái cá sấu dài đây nè. Cá sấu hộp này thì đây nó sẽ là một cái bộ thắt lưng cá sấu như này. Đấy, đựng trong hộp rất là đẹp luôn, giá sẽ là 150.000. Đấy, một bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là hai cái đầu nhá, hai cái đầu như này. Đó. Thì các bác có thể dùng để mình thay đổi khi cái đầu này nó hỏng hoặc là nó cũ thì các bác thay cho em. Đấy, bộ hai đầu như này, hai đầu như này và giá thì sẽ là 150.000, bao gồm cho các bác là một dây thắt lưng và hai đầu này luôn. Đấy, rất là ngon nhá. Đây. Vân da cá sấu rất là đẹp luôn này. Đấy, vân da cá sấu rất là đẹp nha. Lấy cái ví luôn. Đấy, vân da cá sấu rất là đẹp nha. Rất là mềm. Ví cá sấu này. Đấy, đây. Các bác này, rất là đẹp cho các bác luôn. Đó. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000 nha. 150.000 cho cái cá sấu hộp như này. Ngoài ra thì bên em có cái cá sấu rời nha. Cá sấu rời thì giá của nó sẽ là 80.000 nha, 80.000 cho cái cá sấu rời như này. Xem giá mấy cái này luôn. 80.000 cho cái cá sấu rời như này các bác này. Đấy, 80.000 cho cái cá sấu rời như này ghi vào cho anh. 80.000 cho một con cá sấu rời như này nhá. Cá sấu rời này 80.000 này, còn cá sấu hộp này 150.000 này. Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác cái cá sấu cao cấp nhá. Các bác lên cho là cá sấu cao cấp này. Thì đây nó sẽ là ví này. Đấy, cá sấu cao cấp. Ví này thì giá của nó sẽ là 290.000 cho một cái ví như này. 290.000 cho một cái ví như này nhá. Đấy.
Và thắt lưng thì cũng đây cũng là thắt lưng cá sấu cao cấp này. Thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu nhá. Màu đen màu nâu như này. Đó. Màu đen màu nâu như này. Đây, có hai màu, màu đen và màu nâu. Và cái giá thì cũng rất là cao cấp cho các bác luôn. Đấy. Hàng cao cấp thì giá cao cấp nhá. Đấy. Cái này thì em sẽ bao là cá sấu thật 100% luôn nhá. Cá sấu thật 100% luôn. Đó. Giá của nó sẽ là 390.000. 390.000 cho cái cá sấu như này nhá. Cái này bao nhiêu? Tên nó là gì đấy? 390.000 một chiếc nhá. Đấy, 390.000 một chiếc. Đấy, bao cho các bác cái này thì nó sẽ là cá sấu thật 100% luôn. Đó, mặt biếc rất là đẹp nhá. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, mặt biếc rất đẹp luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 390.000. Lên mã giúp em đó là cá sấu cao cấp nhá. Cá sấu cao cấp 390.000. Đó. Các bác nếu mua combo một ví một thắt lưng như này thì giá của nó sẽ là 650.000 nhá. Mua lẻ thì nó sẽ đắt hơn một chút. Còn nếu mua combo một ví một thắt lưng, giá sẽ là 650.000. Đấy là cá sấu cao cấp nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là cá sấu hộp này. Cá sấu hộp thì 150.000. Còn cá sấu rời này. Con này thì các bác lên cho em là cá sấu rời thì giá chỉ có 80.000 thôi. Giá chỉ có 80.000 thôi các bác nhá. Cá sấu rời. Đó thì nó có mấy loại cá sấu như vậy. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dầu gội phủ bạc của Nhật nhá. Dầu gội phủ bạc của Nhật. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Made in Japan này, các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn. Hàng của Nhật này thì các bác nên mua mà sử dụng nhá. Các bác đừng cái gì buôn lo. Các bác đừng mua những cái hàng trôi nổi ở ngoài thị trường nhá. Đấy, cứ mua hàng Nhật của em mà xịn mà dùng. Đó. Combo cho các bác thì một bộ sẽ bao gồm cho các bác là một lọ dầu như này. Nếu mà nữ thì gội từ 5 đến 7 lần, còn nam thì gội từ 10 trên dưới 10 lần nhá. Đó, trên dưới 10 lần một lọ như này. Đấy thì tính ra là vào là 3 280 thì 10 lần thì mỗi lần mất có 28.000 thôi. Đó, có cả đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn. Phụ kiện đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý rồi, 280.000 bên em bao ship đến tận nhà cho các bác rồi. Dầu gội phủ bạc của Nhật nhá. Các bác cứ mua hàng xịn mà dùng. Đây. Hàng made in Japan này các bác này, tem mác chữ Nhật này, made in Japan này. Đó, dầu gội phủ bạc của Nhật nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái xịt giảm đau nhá, xịt giảm đau 150.000 một lọ này. Cái này thì xịt giảm đau cực kỳ là tốt luôn, nó cũng là hàng nội địa của Nhật, made in Japan các bác nhá, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Cực kỳ là cao cấp luôn các bác nhá. Đó. Cái này thì giúp cho các bác là giảm đau rất là tốt luôn, giảm đau rất là tốt luôn và nó rất là mát. Đấy. Lên cho em ạ, giúp cho em là xịt giảm đau giá sẽ là 150.000. Đấy. 150.000 cho một lọ xịt giảm đau như này. Cái này thì cực kỳ là cao cấp luôn, dùng rất là đã luôn các bác. Đây em bóc thử cho các bác xem này. Đấy. Nó sẽ là một lọ như này các bác này. Băng dính này dán cái này vào luôn. Đây, đấy nó sẽ là một lọ này các bác này. Đó, và ở đây thì cái này nó sẽ có cho các bác là cái nắp như này các bác này. Cái nắp như này. Các bác là đau ở chỗ nào thì các bác xoa này cho em. Đấy, xoa này là cái nước dầu nó sẽ ra này. Đấy. Nước dầu nó sẽ ra như này. Và cái này độ nóng của nó rất là cao luôn. Xoay. Đấy, các bác này. Đấy. Các bác xoáy vào như này. Đấy. Cái này độ nóng của nó rất là cao và dùng rất là đã luôn nhá. Giá thì sẽ là 150.000. Hàng nội địa của Nhật, bao xịn cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái khăn tắm này. À khăn mặt này. Khăn mặt như này. Giá thì nó sẽ là 50.000 cho một bịch 10 chiếc như này, mua lẻ 20.000 ba cái nhá. Mua lẻ thì sẽ là 20k trên 3 chiếc ba cái. Đó, còn mua cả bịch như này 10 cái giá chỉ có 50k thôi. 10 cái như này sẽ là bằng 50k nhá, 50.000. Đấy 50.000 cho 10 cái như này giá siêu rẻ cho các bác luôn, 50.000 10 cái các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi lau kính nhá. Chổi lau kính giá sẽ là 45.000. 45.000 cho cái bộ chổi lau kính như này. Nó sẽ có một cái phần này để lau kính này, một phần này để kỳ cọ rửa này và có tay nối dài như này, lên trên là chổi lau kính. Giá sẽ là 45k nhá. 45k cho cái bộ chổi lau kính như này, rất tiện dụng luôn. Đây, đầu chổi này, đầu này đầu lau kính này và ống nối dài cho các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tăng đơ 9D nhá. Tăng đơ 9D như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là rất nhiều chi tiết đi kèm luôn. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ là có cho các bác là một cái đầu tăng đơ như này nhá. Đây, giá chỉ có 95.000 thôi. Đấy, một đầu tăng đơ như này các bác này. Đấy, một đầu tăng đơ như này. Lưỡi của nó là hàng ba lưỡi kép, cạo cực kỳ là bén luôn. Hàng ba lưỡi kép cạo rất bén luôn nhá. Tiếp theo thì sẽ có cho các bác là các cái đầu để các bác sử dụng đi kèm này. Đầu tiên nó sẽ có là một cái đầu mũi cạo râu này, một đầu mũi cạo râu này. Tiếp theo là một cái đầu để các bác chà mình rửa mặt này. Đấy, massage mặt này. Tiếp theo là một cái đầu để các bác dùng để mình chấn viêm, như cắt tóc chấn viêm. Đó, combo cho các bác rất nhiều món như này.
Mà giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Giá siêu rẻ luôn, 95.000 các bác nhá. Giá cực tốt luôn. Đấy, lên cho em là Thunder 9D. 9D này, giá sẽ là 95k. 95k cho Thunder 9D này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là cái máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ, con này thì các bác dùng cho trẻ em rất là tiện luôn. Một bộ này của nó sẽ có bao gồm là 112 thẻ với 224 từ vựng khác nhau. Đấy, 224 từ vựng khác nhau. Đấy, ví dụ như là các cái chủ đề như là học hành này, rồi gia đình này, rồi xe cộ, phương tiện, động vật này. Đấy, các rất nhiều chủ đề luôn các bác nhá, rất nhiều chủ đề luôn. Đó, thì đây em sẽ thử cho các bác xem nhá. Đây, đấy, bắt đầu thì mình sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy, bật nguồn lên. Sau đó thì mình đấy, nhét thẻ vào này. Xe lửa. Train. Cái này thì nó vừa có tiếng Việt, vừa có tiếng Anh, rồi vừa có cả đây, vừa có tiếng Việt, tiếng Anh, vừa có cả ngôn ngữ luôn nhá. Xe cảnh sát. Police car. Đấy, rất tiện luôn nha, vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh nhá. Xe cứu thương. Ambulance. Đó, rất ok luôn. Một cái bộ máy đọc thẻ như này, giá bên shop đang gửi tới các bác, cái giá chỉ có cho các bác là đi 80.000 thôi. 80.000 thôi cái bộ máy đọc thẻ này. Đấy, rất nhiều chủ đề luôn các bác này. 124 chủ đề ngôn ngữ khác nhau. Đó, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 80.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái kính mắt đổi màu nhá. Con này thì có hộp biếc đàng hoàng. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho một con kính mắt đổi màu như này các bác này. Đó. Khi các bác đeo vào thì nó sẽ đổi màu phù hợp với ánh sáng các bác nhá. Đấy, phù hợp ánh sáng này. Đấy thì các bác dùng rất là thích luôn. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng rồi. Đấy, khung gọng bằng thép cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Lên xem là kính đổi màu nhá. Các bác đi dày nắng, dày mưa đều ok hết nhá. Dày nắng, dày mưa, dày dâm đều ok hết, rất là đẹp luôn. Thì các bác có thể dùng để mình gọi là đi ban ngày, ban đêm đều ok hết. Giá thì sẽ là 150.000. Lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu nhá. Có hộp hiếc đàng hoàng luôn, hộp hiếc các thứ chống sức đàng hoàng cho các bác luôn. Đấy, mình bỏ vào hộp này mình dùng cho nó tiện này. Lên xem là kính đổi màu, có hộp hiếc đàng hoàng, hàng của Nhật nhá. Kính đổi màu 150.000. Kính đổi màu này. Kính đổi màu nhá. Lên xem là kính đổi màu. Giá sẽ là 150k nhá, 150.000. Giá thanh lý cho các bác chỉ còn 100k nhá. 100k cho con kính đổi màu như này. Đấy, 150.000 gạch đi, giá chỉ còn 100k thôi, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đuôi hai đầu xoáy trực tiếp này. Đấy, nôm na là về nhà các bác chỉ cần là xoáy quả bóng điện cũ ra, xoáy vào cái đuôi mới cho em và xoáy cái đuôi này vào cái đuôi mới này. Và cái đuôi cũ của các bác ấy là mình dùng được thôi. Nó sẽ có cảm biến chuyển động, có người đi đến thì nó sẽ sáng và người đi qua nó tắt nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đuôi trực tiếp. Đuôi hai đầu xoáy trực tiếp này, đuôi hai đầu xoáy trực tiếp nhá. Xoáy trực tiếp giá sẽ là 60k nhá. 60.000. Đó, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái bình tông 2 lít nhá. Đấy. Đây nó sẽ làm con bình tông 2 lít như này. Hàng inox 304. Đấy, hàng inox 304, hàng của Nga Ngố nhá. Hàng của Nga Ngố. Hàng của Nga Ngố rất ngon lành cho bác luôn. Đây, CCCP này. Hàng của Nga Ngố và có cho các bác là một cái bao da đeo như này, rất đẹp, rất lịch sự luôn. Giá sẽ là 130k. Lên theo là bình tông 2 lít nhá. Bình tông 2 lít này. 2 lít 130.000 nhá, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nhẫn đồng hồ nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một con nhẫn đồng hồ như này, rất là đẹp các bác này. Đấy. Đây. Đây các bác này. Đấy. Một con nhẫn đồng hồ như này các bác này. Đấy, đeo vào tay cho em này. Đó. Vừa làm nhẫn vừa làm đồng hồ luôn, rất đẹp, rất lịch sự nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là nhẫn đồng hồ. Giá của nó sẽ là đi nhẫn đồng hồ 50 à? Nhẫn đồng hồ giá chỉ có 35k thôi nhá. Nhẫn đồng hồ này. Đến cho em là nhẫn đồng hồ. Giá sẽ là 35k. 35.000 cho một chiếc nhẫn đồng hồ nhá. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu nhá. Hộp lưỡi câu. Một hộp này thì nó sẽ là khoảng từ 70 đến 100 chiếc nhá. Và đủ kích thước, đủ mẫu cho các bác luôn. Đây. Đấy.
Một hộp này thì sẽ là từ 70 đến 100 chiếc, đủ mẫu, đủ kích thước, tha hồ các bác sử dụng luôn. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có 20 cành thôi. 20 cành cho một vỉ lưỡi câu như này nhá. 20k. Lên cho em là vỉ lưỡi câu. Giá sẽ là 20.000 cho một vỉ một hộp như này. Hộp lưỡi câu, giá sẽ là 20.000. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. 20.000 cho một hộp lưỡi câu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ly đồng nhá. Đây, đây nó sẽ là một cái ly đồng như này. Đấy, ly đồng như này nhá. Nó rất đẹp các bác này. Đấy. Một cái ly đồng rất là đẹp luôn. Và giá thanh lý cho các bác 40k cho một con ly đồng như này nhá. 40.000 cho một cái ly đồng như này. Đấy, 40.000 cho một ly đồng như này. Đấy, rất đẹp các bác này. 40.000 một chiếc, lên cho em là ly đồng. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 5 cm, miệng của nó thì vào khoảng là 2 cm rưỡi nhá. Rất đẹp, các bác có thể dùng để mình tiếp khách này. Đấy, chè chén hoặc là các bác dùng để mình cúng lễ cũng rất là ok nhá, ly đồng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đây nó sẽ là một cái nồi chiên ngập dầu nhá. Đây sẽ là một cái nồi chiên ngập dầu hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây. Đây, nồi chiên ngập dầu hàng của Nhật, đường kính của nó là 20 cm. Hàng của Nhật đường kính 20 cm các bác này. Đó. Một con nồi chiên ngập dầu như này. Giá bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một cái nồi chiên ngập dầu như này nhá. 100k cho cái nồi chiên ngập dầu như này. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. 100.000 cho cái nồi chiên ngập dầu như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đây. Đấy, nó sẽ là một cái bộ ba tô nhá. Bộ ba tô như này. Đấy, bộ ba tô bao gồm là ba cái tô các bạn. Đấy, ba cái tô như này nhá. Bộ ba tô hàng inox như này nhá. Bộ ba tô hàng khá là to đẹp, dày dẫn chắc chắn cho bác luôn. Ba cái tô như này. Cái bộ ba tô này bao nhiêu đây? Vật mũi. Bộ ba tô như này nhá. Đấy, lên cho em là bộ ba tô. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000. 90k cho cái bộ ba tô như này nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ ba tô như này. Sản phẩm hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Con bé nhất này thì của nó đường kính của nó sẽ là dung tích của nó là 700ml nhá. Con to này là 1.2 lít và con to nhất này của nó là gần 2 lít, 1.8 lít này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn đều ok hết nhá. Đấy, bộ ba tô như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vật mũi đứng nhá. À, vật mũi đứng đúng rồi. Đấy. Thì đây nó sẽ là một con vật mũi như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Có cả chân đế sạc hẳn hoi nhá. Đấy. Có chân đế sạc về nhà thì các bác muốn sử dụng mà bắt mũi ban đêm thì các bác bật cái đèn này lên cho em này, bật cái đèn hồng này lên. Đó. Sau đó thì các bác cắm cái cục sạc này vào trong ổ điện thoại nhà mình thôi, cắm vào cái củ điện thoại nhà mình là xong. Đó. Đây. Thì nó dùng để vừa để bắt mũi vật mũi các thứ các bác này. Đó, và ánh điện rất là mạnh luôn nhá. Đấy. Hàng dày dẫn cứng cáp ngon lành thành đào cho các bác luôn. Đó. Có chế độ bắt mũi tự động này, vừa làm đèn ngủ vừa bắt mũi tự động này. Đấy. Lên mã giúp cho em là vật mũi đứng, giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cái vật mũi đứng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ấm pha trà dung tích là 1 lít. Con này đang bán bao nhiêu đây? Giá thì chỉ có 100.000 thôi nhá. 100.000 cái ấm pha trà dung tích 1 lít như này. Có kèm cho các bác là một cái lưới lọc luôn. Đấy, các bác cho trà, cho cà phê, cho các loại hạt vào đây nhá. Xoáy vào. Đó, sau đó thì mình châm nước vào thôi là mình sử dụng thôi. Pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt đều ok hết nhá. Rót thì nhấp vào đây cho em này. Đấy. Lên cho em là ấm pha trà giá sẽ là 100.000 nhá. Dung tích 1 lít. Ấm pha trà giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bóng tròn tích điện nhá. Giá thì sẽ là 80.000 cái bóng tròn tích điện như này. Đấy. Ở đây thì có cả cho các bác là một cái điều khiển luôn, một cái điều khiển như này nhá. Đấy, một điều khiển, một dây cắm sạc, một điều khiển này và một con bóng như này. Đấy. Về nhà thì các bác có thể là sạc pin vào cho em. Con này thì nó sẽ là bị hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy, sạc pin vào cho em là mình dùng thôi. Bóng tròn tích điện giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một em bóng tròn tích điện như này. Đấy. Rất là sáng luôn mà dùng nó rất là tiện. Ở đây con này thì nó đang bị hết điện hết rồi. Thì về nhà các bác sạc vào cho em nhá. Đấy, sạc vào cho em. Đấy, nó hết điện các bác nhá. 80.000 thôi. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ máy qua lên mã giúp cho em đó là máy hút bụi đại. Đấy. Con hút bụi đại này thì khá là nhiều chi tiết luôn, nó rất là to, công suất của nó là khỏe lắm. Và nó sử dụng điện 220V nhá. Đây. Đấy, một cái đầu ống hút như này các bác này, một cái đầu ống hút như này các bác có thể kết nối vào cho em này. Đấy. Một đầu ống hút như này. Và một thân máy khá là to luôn, sử dụng điện 220V.
và công suất của nó thì rất là khỏe luôn các bạn. Đây, công tắc ở đây các bạn này. Đấy. 1000W công suất cực khỏe luôn. Em test cho các bác xem luôn. Đây. Cắm trực tiếp điện 220 cho em nhá. Đây. Cắm điện 220 bật lên này. Đấy, bật lên. Hút này. Hút cho các bạn này. Đấy, hút chưa? Đấy. Hút rất là mạnh nha. Có công tắc ở đây nhá. Đấy, hút rất là mạnh các bạn này. Các bác thấy nó hút khủng khiếp luôn nhá. Lên cho em là hút bụi đại nhá, hút bụi đại. Giá thì sẽ là con hút bụi đại này bao nhiêu đây? Hút bụi đại này bao nhiêu đây? Rất là nhiều các loại đầu kết nối đầu hút luôn. Lên cho em là hút bụi đại nhá. Giá của nó sẽ là 450.000. 450k cho em hút bụi đại như này. Rồi ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhá. Đó, cho em xin một nút like để lấy tương tác và đăng ký kênh chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bật lửa cây nhá. Đấy, bật lửa cây. Nó có cái lẫy khóa ở đây này, các bác gạt cho em cái lẫy khóa này thì mới sử dụng được nhá. Đó, có cái lẫy khóa ở đây. Các bác phải gạt cái lẫy khóa này thì mới sử dụng được này. Đẩy cái lẫy khóa lên cho em này. Đó, đây. Có thấy không? Đó. Và cái phần này là tăng giảm lượng ga này, tăng giảm lượng ga đây, lẫy khóa đây. Đấy, ấn cái lẫy khóa này xuống này. Đó. Đây. Giá thì sẽ là 40k nhá. 40k lên cho em là bật lửa cây. Giá của nó sẽ là 40k cho con bật lửa cây như này, 40.000 các bác nhá. Bật lửa cây. Giá của nó sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao chặt 1 cân này, 230.000. Bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Dao chặt 1 cân nhá, 230k. Con này thì hàng nội địa của Nhật, made in Japan con này. Bản dày 5 ly. Đấy, cán liền thân, có ốp đinh đồng như này, rất đẹp, dày dẫn chắc chắn. Chiều dài của lưỡi thì khoảng 23 cm. Tổng chiều dài của dao thì trên 30 cm. Con này thì chặt xương trâu, xương bò, gà, cá đều ok hết nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dao chặt 1 cân nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chổi. Cái này là cái gì? Các bác lên cho em là chổi sắt bao nhiêu đây? Các bác lên cho em là chổi thép, giá của nó sẽ là 20k nhá. Đấy, lên cho em là chổi thép này. Chổi thép giá của nó sẽ là 20k này, cái chổi thép như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 20-25 cm. Các bác có thể dùng để đánh kỳ cọ, xong nồi rồi vệ sinh các cái phần bề mặt đều ok hết nhá. Đầu của nó bằng thép như này. Đấy, và rất là nhiều các cái sợi thép như này nhá. 20.000 thôi. Lên cho em là chổi thép 20.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là con dao thái lỗ nhá. Con này thì cũng là hàng của Nhật này, made in Japan này. Đấy, lên cho em là dao thái lỗ, giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Chiều dài của dao thì cũng vào khoảng là 28-30 cm. Đấy, và hàng cũng là hàng đúc liền thân như này, đánh nhám chống dính nhá. Đấy, con này thì siêu bén luôn, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là một con dao thái của Đức nhá. Dao thái Đức như này. Đó. Đây. Dao thái của Nhật các bạn, con này thì là nó sẽ là dao thái của Nhật các bạn này. Đấy. Hàng của thương hiệu Kai made in Japan con này. Đó, Kai made in Japan đây. Con này thì các bác lên cho em là dao thái Nhật nhá. Dao thái Nhật giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con dao thái Nhật như này các bạn này. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có còn cho các bác cái con dao đó là con dao gọt hai nhá. Con này thì bên em lên nó là dao gọt hai. Nó cũng giống như con dao thái Nhật thôi. Đấy, con này thì cũng là hàng của Nhật và của thương hiệu Wabo. Hàng thì những cái dòng dao gọt này thì siêu bén luôn con này. Đấy, dao gọt này thì nó là dòng siêu bén rồi các bác nhá. Đấy, siêu bén các bác này. Đó. Lên cho em là dao gọt 2, con này thì giá thanh lý cho các bác với giá đó là 60k nhá. Lên cho em là dao gọt 2, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là khóa Đức nhá. Một cái bộ khóa Đức như này bao gồm cho các bác là 4 chìa luôn. 4 chìa như này và chìa tròn chống cắt chống trộm. Giá sẽ là 130k nhá. Lên cho em là khóa Đức 130.000, hàng made in Germany. Đấy, khóa Đức 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khóa chống trộm nhá. Con này thì nó sẽ có còi hú luôn. Đấy, khóa còi hú chống trộm. Và con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con khóa còi hú chống trộm như này. Đấy, có còi hú chống trộm luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là hai cái khò ga nhá. Thì cái khò ga trắng này giá của nó sẽ là 50k cho con khò ga trắng như này. Đấy, còn con khò ga đại hàng của Kabushi made in Japan thì con này sẽ là 90k nhá. 90 luôn. Giá đợt này thanh lý cho các bác chỉ còn 90.000 thôi nhá. Đấy, trước em bán 120.000, đợt này giá thanh lý cho các bác chỉ còn 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em là khò ga đại nhá. Khò ga đại 90.000, khò ga trắng 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nạo lưỡi nhá. Các bác lên cho em là nạo lưỡi này. Con này giá thanh lý cho các bác chỉ còn là 15.000 thôi. 15k cho một cái bộ nạo lưỡi như này.
Chất liệu bằng inox 304, dày đẹp, chắc chắn, sáng bóng đẹp. Các bác dùng để vệ sinh lưỡi, vệ sinh răng lợi rất là ok. Đấy, các bác đưa vào các bác nạo này cho em này. Đấy, nạo này cho em. Lên cho em là nạo lưỡi nhá. Giá thanh lý 15k. 15k cho cái nạo lưỡi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lấy dây tai bằng lấy dây tai đèn nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bộ lấy dây tai như này. Và đầy đủ phụ kiện cho các bác nhé. Có pin, có đèn báo, các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà thì các bác lắp pin nó biết vào đây cho em. Đó, và đây nó sẽ là các cái đầu lấy dây tai này. Đấy, đầu này thì đầu gắp, đầu gắp và có đèn luôn. Đây, cái đầu gắp của nó này. Đấy, có đèn báo hết các bác nhá. Đây, có đèn này các bác này. Đấy, có đèn. Thì các bác đưa vào các bác gắp cho người già trẻ em này. Đấy. Thì đây ví dụ như đây nó sẽ có đèn sáng như này này. Thì khi các bác tương tác các bác làm nó rất là tiện luôn. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho cái bộ lấy dây tai đèn như này. Lên cho em là lấy dây tai đèn, giá của nó sẽ là 60k cho một bộ như này nhá. Đấy. Dây tai đèn này, đó, dây tai đèn. Dây tai đèn nhá, giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000 cho cái bộ lấy dây tai đèn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con dao đây, nó sẽ là một con dao thái như này. Đấy, con dao thái. Dao thái nhọn nhá. Đấy. Con dao thái nhọn thì giá của nó sẽ là 175.000 cho con dao thái nhọn như này. Con này thì cũng khá là bén luôn, rất là bén các bạn. Hàng của thương hiệu Wattbo nhá. Hàng thương hiệu Wattbo rất bén luôn các bạn này. Đó. Bén lắm các bạn. Đấy, dọc dây bóng như này các bác biết rồi. Con thái nhọn, giá của nó sẽ là 175.000 cho con dao thái nhọn như này, chiều dài khoảng 30 cm. Lên cho em là dao thái nhọn nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao thái vuông nhá. Đấy. Đây, thì nó sẽ là vuông hơn một chút, còn con kia nó nhọn hoắt, còn con này nó vuông hơn một chút như này. Đấy. Thì con này sẽ là 180.000. 180.000 cho con dao thái vuông như này. Nếu các bác mua cả đôi thì giá sẽ là 350.000 nhá. 350.000 và bên em bao ship cho một đôi dao. Đó, một con thì đầu nó hơi nhọn hơn một chút và một con đầu vuông nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo cắt tôn nhá, kéo cắt tôn. Đấy, kéo tôn trợ lực con này thì nghiêng 45 độ và có phần trợ lực như này. Bó vào luôn. Đấy, nghiêng 45 độ và có phần trợ lực như này, rất là ngon lành cho các bác luôn. Kéo tôn nhá, kéo tôn trợ lực giá sẽ là 160.000. 160k nhá, 160k cho con kéo tôn trợ lực như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái dòng búa đinh nhá, búa đinh. Thì bên em về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, búa A1 và A2. Đấy, búa A1 và A2 các bác nhá. Đó. Sẽ có hai mẫu như này. Đó, đây các bác này nhá. Đó. A1 to và A1 nhỏ và A2 là to nhá. A1 nhỏ thì giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho con A1 nhỏ như này. Con này thì nặng khoảng 3 lạng nhá. Đó, 3 lạng và chiều dài của nó thì khoảng 25 cm. Còn con này thì nặng khoảng 5 6 lạng. Đấy, con này thì sẽ là 130k nhá, 130k. Đấy, con này sẽ là A2 nhá. Con này là A2 này. A1 nhỏ, A2 to. Đấy. Con A1 này thì nó sẽ nhỏ hơn một chút. A1 nhỏ 90.000, A2 to 130.000 nhá. A2 to 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lọc rác inox, con này sẽ là 15k nhá. 15k cho cái lọc rác inox như này. Các bác đặt cái phần chậu rửa ấy thì nó sẽ hứng cho các bác sạch bẩn rác rồi cơm nước các thứ nó lọt trong đây là nó hứng cho các bác luôn, rất tiện ích nhá. Đấy, giá sẽ là 15k. Tiếp theo thì sẽ là một con cưa lách này. Con cưa lách này thì giá của nó sẽ là 40.000 cho con cưa lách như này. Hàng thương hiệu Kabushi Japan. Phần lưỡi của nó dài khoảng 25 cm, cả cưa thì nó sẽ dài khoảng là từ 35 đến 40 cm. Đó, cưa lách giá sẽ là 40k cho con cưa lách như này nhá. 40.000, giá siêu rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hít cửa nhá. Đấy, con này thì vừa hít vừa chống sốc luôn. Đó, thì nó sẽ hít vào tường gạch men là nó sẽ hít vào luôn này. Thứ hai là chống sốc, các bác có đẩy cửa để kiếc nó khỏi kêu nhá. 15k cho một chiếc như này và mua 5 thì tặng 1 nhá. 15.000 cho một cái hít cửa như này, mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm nước nhá. Đấy, kìm nước như này. Độ mở của nó là lên tới 68mm nhá, gần 7 cm. Thì các bác dùng các cái loại ống nước là đều ok hết nhá. Các ống nước cơ bản thì cũng chỉ đến 68 70 thôi, ống 68 ống 70 thôi. Giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một con kìm. Con này bên em đang bán là 80.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 55k thôi. Lên cho em là cà lê nước nhá. Cà lê nước chuyên dùng cho đồ nước, giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho con cà lê nước như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây câu bình nhá. Dây câu bình như này. Hàng rất to đẹp luôn, đầu kết nối vào đều bằng đồng hết nhá. Dây lõi đồng, đầu kết nối bằng đồng. Giá chỉ có 180.000 thôi. 180.000 cho bộ dây câu bình như này nhá. Đấy, 2000mAh. Lên cho em là dây câu bình, dây lõi đồng hết. Dây câu bình 180k các bác để vào trong ô tô nhà mình. Ví dụ như ô tô có trục trặc này, có hết pin hết điện thì bình sạc không được thì các bác sử dụng con này cho em, sau đó thì câu từ cái ô tô khác sang, gọi một cái ô tô khác đến và câu sang là xong. Giá sẽ là 180.000 các bác nhá.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ kìm các bác này. Đấy, cái bộ kìm thì đây. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là kìm đen. Đấy, kìm con này thì trước nó về màu đỏ như này. Đấy, cho nên bên em lên nó là kìm đỏ nhá. Đấy, kìm đỏ nhưng mà đợt này thì nó về thêm cả cái màu xám này nữa này. Đó. Màu xám này nữa. Đó. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 tròn này. 100k cho con kìm đen à, kìm đỏ này nhá. Đấy. Em gọi nó là kìm đỏ, trước em vẫn lên là kìm đỏ rồi. Lên cho em là kìm đỏ 100k nhá, kìm đỏ 100.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Xiên hoa quả giá của nó sẽ là bao nhiêu? Trước bên em bán là 50.000 cho cái bộ xiên hoa quả như này, bao gồm 10 chiếc. Đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 40.000 thôi. 10 chiếc như này. Đấy, 10 chiếc xiên hoa quả như này. Các bác dùng để mình xiên hoa quả rồi, nói chung là đa di năng luôn. Lên cho em là xiên hoa quả. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một cái bộ như này, bao gồm 10 chiếc. Thì về các bác có thể dùng để mình ăn hoa quả, ăn trái cây rồi, nói chung là xiên thịt, xiên cá cũng đều ok hết nhá. Xiên hoa quả giá sẽ là 40.000 cho cái bộ xiên hoa quả như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kìm bạc FO nhá. Kìm bạc FO giá sẽ là 180.000 cho con kìm bạc FO như này. 180k nhá. 180k cho con kìm bạc FO. Hàng đa di năng luôn. Hai con này thì đều là giống nhau nhá. Hai con này đều là giống nhau. Đấy, nhưng mà chất lượng thép nó tốt hơn thì giá nó sẽ đắt hơn một chút nhá. Đó. Và con kìm bạc này thì nó sẽ dài hơn một chút. Đó, dài hơn một chút thôi, chứ còn đều là hàng đa chức năng hết. Cắt dây, tuốt dây, bấm cốt đầy đủ nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái xi đánh giày nhá. Giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một hộp xi đánh giày như này, có màu đen và màu nâu nhá. Về nhà thì các bác xoáy cái này ra cho em này. Đấy, đây là cái phần cái bông này, còn đây là phần xi ở dưới này thì các bác xoáy ra cho em. Sau đó thì mình đánh trực tiếp lên giày thôi. Đấy, rất là tốt luôn. 40.000 cho cái hộp xi đánh giày như này, có hai màu. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm tuốt dây đa năng nhá. Kìm tuốt dây đa năng, hàng của thương hiệu Fuka Japan này. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90k cho con kìm tuốt dây đa năng như này. Đấy, đây nó sẽ làm con kìm siêu tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để tuốt dây, bấm cốt này, rồi cắt dây làm 4, cắt dây làm đôi đều ok hết nhá. Đấy, giá thì rất hợp lý cho bác luôn, 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm xanh nhá. Kìm xanh như này. Đấy, con này thì chuyên để các bác bấm linh kiện này, bấm móng tay này, bấm khóe móng tay, móng chân, bấm linh kiện này, rồi là cắt dây, cắt giếc đều ok hết nhá. Giá sẽ là 20k nhá, 20.000. Giá thanh lý cực kỳ tốt luôn. Lên cho em là kìm bấm linh kiện hoặc kìm xanh nhá. Kìm xanh giá của nó sẽ là 20.000, 20.000 cho con kìm xanh này thôi. Tiếp theo em lên cho bác cái khò ga bằng đồng nhá. Nó sẽ là khò ga bằng đồng đúc như này. Giá sẽ là 80.000 nhá. 80k cái khò ga đồng đúc như này. Đấy, đồng đúc nguyên khối, có điều chỉnh ga, điều chỉnh gió. Con này thì nó sẽ không có gì nhá, không có gọi là không có đánh lửa tự động, về nhà các bác phải tự mồi nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái gọt dứa này. Đấy, gọt dứa thông minh thì các bác chỉ cần là gọt sạch vùng quanh đi, sau đó lấy cái này đẩy đi là được thôi. Gọt dứa thông minh, giá thanh lý cho bác với giá đó là 10k cho cái gọt dứa thông minh này nhá. 10k gọt dứa thông minh giá sẽ là 10.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm chết hàng của thương hiệu Crossman của Mỹ, USA như này. Đấy, lên cho em là kìm chết Mỹ nhá. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con kìm chết Mỹ như này. Đấy, kìm chết Mỹ 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá. Giá sẽ là 40k một hộp này. Đấy, các bác mở ra cho em này. Sau đó thì các cái phần tường bị thấm rột, bị nứt, bị bong chốc, các bác bóc vào cho em. Sau đó thì mình phủ lên các bề mặt của nó là ok. 40.000 cho một lọ keo vá tường như này. Đấy, nó sẽ thuộc dạng keo trắng, cực kỳ bền và dùng rất là tiện luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo tỉa nhá. Kéo tỉa thì bên shop có hai mẫu. Đấy, một mẫu thì chiều dài của nó là 20cm và một mẫu là chiều dài là 25cm nhá. 25cm. Đấy thì sẽ có hai mẫu cơ bản như này. Và con mẫu 20cm này thì giá sẽ là 40.000 nhá. 40k. Đấy, hỏi anh thì xem đúng không? 40.000 cho con 20cm như này. Còn con 25cm thì giá của nó sẽ là 55.000 nhá. 55k. Đó thì có hai mẫu. Con này thì giá chiều dài của nó thì dài hơn một chút cho nên sẽ đắt hơn một chút là 55.000. Còn con này thì nó ngắn hơn một chút thì giá của nó sẽ là 40k nhá. Đấy, hai mẫu kéo tỉa như này. Đấy, hàng của Nhật, made in Japan nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cành đúc nhá. Kéo cành đúc, con này thì giá sẽ là 120.000 nhá.
Hàng của Nhật, made in Japan, hàng bãi Nhật này, hơi có dấu hiệu gì sét một chút. Về nhà các bác vệ sinh đi là ngon luôn. Made in Japan nhá. Đó. Con này thì hàng đúc liền thân như này. Các bác dùng để cắt cành, cắt cây, cắt cối, tỉa răm, rồi nói chung là làm vườn, làm cây cối, cây cảnh đều ok hết nhá. Lên cho em là kéo cành đúc, giá sẽ là 120.000 nhá. 120k cho con kéo cành đúc như này, 120.000. Lên cho em là kéo cành đúc 120k. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái xịt hơi nhá. Đấy, xịt hơi như này thì về nhà các bác lắp vào bình hơi. Đấy, van viết đều bằng đồng hết này. Về nhà các bác lắp vào cái bình hơi ấy để mình xịt cho em. Đó, giá sẽ là 80k cho cái xịt hơi như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là xịt hơi, giá sẽ là 80.000 nhá. Đấy, vòi xịt hơi 80k, hàng nội địa của Nhật nhá, Japan luôn. Đó, 80.000 cái vòi xịt hơi như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái súng keo nến nhá. Súng keo nến. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là đi súng keo nến là bao nhiêu? 40.000 thôi. 40k cho cái súng keo nến như này nhá. Giá sẽ là 40k cho một em súng keo nến như này. Đấy, về nhà các bác mua keo nến các bác đút vào đây cho em. Đó, có công tắc tắt bật này. Đấy, dùng keo nến cho biết là dùng con này rất là ok luôn. Giá thì chỉ có 40k cho cái súng keo nến như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kìm nhọn nhá. Đấy, nó sẽ làm con kìm nhọn như này. Thì các bác dùng để mình xoắn dây này, rồi là làm vườn này, hoặc là gọi là đa di năng được luôn. Hàng của Nhật, Japan này các bác này. Con này thì giá của nó sẽ là 40k nhá. Đấy, 40k thôi. Giá sẽ là 40k cho một con kìm nhọn như này. Lên cho em là kìm nhọn, giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ vàng nhá. Giá sẽ là 45.000 cho cái ổ vàng như này, 45k. Con này thì chống va đập các kiểu con đà điểu luôn. Đó, lá đồng bên trong hết nhá. Đấy, 45.000 cho cái ổ vàng như này, có 5 chân cắm nhá, 5 chân cắm. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chống giật bình nóng lạnh nhá. Đấy, chống giật bình nóng lạnh thì con này của nó sẽ là dòng cách điện để chống giật rất là tốt luôn. Kết nối đều bằng đồng hết như này, các bác chỉ cần lắp qua hai cái đường dây ống nước cho em. Giá sẽ là, lên cho em là chống giật nóng lạnh nhá. Giá sẽ là 40k trên một chiếc. Và các bác mua thì bắt buộc là mình phải mua cả đôi nó mới hiệu quả. Đấy, lấy cho em một đôi thì các bác lắp vào cái dây cấp nước của bình, đầu dây nóng và dây lạnh luôn. 40k có nhá, 40k một chiếc như này. Đó. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì em có một số mã thanh lý gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác đó là cái đồng hồ nó bị bong dây như này các bác này. Đấy. Đây. Hàng thì vẫn chạy bình thường nhá. Hàng vẫn chạy bình thường, nó bị bong dây như này. Về nhà các bác ra ngoài thợ các bác lắp vào cho em là xong. Con này em đang bán là 150.000. Thanh lý cho các bác với giá đó là 50k nhá. Các bác lên cho em là đồng hồ bong dây 50.000 các bác này. Đấy. Ngoài ra thì đây một con nữa này. Con này thì chắc là nó hết pin thôi. Thì về nhà các bác thay pin vào cho em. Đó, thay pin vào cho em. Nó hết pin, về nhà các bác thay pin vào cho em nhá. Con này cũng bán 50.000 luôn, về nhà các bác tự thay pin nhá. Em lười em không thay pin. Đó, có hai mã đồng hồ này. Ngoài ra thì bên shop có một con đồng hồ cơ này. Con đồng hồ cơ này rất là ngon, em đang bán là 500 mà không biết là nó lỗi ở đâu. Đấy thì con này cũng thanh lý cho các bác với giá đó là 100.000 nhá. 100.000 cho con đồng hồ cơ như này. Đấy, đồng hồ cơ, giá thanh lý 100.000, về nhà các bác cứ ra thợ họ sửa cho. Tiếp theo là cái cắt băng dính nhá. Cái này thì các bác lật cái này ra này, lắp cuộn băng dính vào đây cho em, sau đó thì mình cắt. Đấy, cái này là nó sẽ là cắt cái băng dính thế hệ mới, cắt rất là ngon luôn. Đấy, con này thì em cũng thanh lý cho các bác cái giá đó là 30k nhá. 30k cho cái cắt băng dính như này, 30.000. Tiếp theo thì em có 4 con điện thoại này, 4 con điện thoại như này. Thanh lý cho các bác với giá đó là 10.000 một con nhá, 10.000 một con. Đây, hàng như hiện trạng như này, thanh lý 10.000 một con. Đấy, 10.000 một con. Các bác cứ mua về sửa. Sửa được thì sửa nhá. Các bác ra thợ sửa. Đó, cái này thì nó chỉ có máy không như này thôi. Máy không như này thôi nhá các bác nhá. 10.000 một con. Tiếp theo thì cái hũ gia vị này. Hũ gia vị thanh lý cho bác với giá đó là 5k nhá. 5k cái hũ gia vị như này. Các bác chỉ về thì mở nắp ra cho gia vị vào đây, cho gia vị vào đây. Chất liệu của nó thì bằng thủy tinh nhá. Hũ gia vị 5k. Đấy, đây, xoay đi này. Hũ gia vị 5.000. Các bác về các bác tra tiêu điều vào đây. Đấy. Cái đuôi có đuôi có công tắc như này, cũng 5k luôn. 5k cho cái đuôi có công tắc như này nhá, 5.000. Tiếp theo là cái máy lắp vào cái máy massage chân ấy. Massage chân, massage cánh bướm. Cũng bán cho các bác với giá đó là 5k cho một cái như này nhá. 5k cho một cái máy như này. Đấy, 5.000 một cái. Về nhà các bác sạc pin rồi mình sửa chữa.
Tiếp theo là cái bộ lưỡi kem nhá, thì cái này nguyên lưỡi không thôi, thanh lý cho các bác với giá đó là 10.000 nhá. 10.000 chỗ này thì nó phải được mấy chục lưỡi luôn. Đấy, 10k. Thanh lý 10k các bác nhá. Đấy, tiếp theo thì một cái quạt phun sương nhá. Quạt phun sương cái này thì nó lỗi ở đâu thì em không biết đâu. Đây cái này ví dụ cái này nó bong dây thì về nhà các bác đấu dây vào này. Đấy, hai cái nó đều bị bong cánh quạt rồi. Thanh lý cho các bác với giá đó là 30k nhá. Về nhà các bác tự chế cháo 30.000 cái quạt phun sương như này. Đó. Phương ơi. Tiếp theo thì em có hai cái cục pin của áo điều hòa hàng của Nhật nhá. Hàng này thì nó bị lỗi mà không biết lỗi ở đâu thì về nhà các bác có thể mua về để mình chế cháo hoặc đóng pin đóng biếc tùy. Bán cho các bác 20k cho một quả như này. 20.000 cho một quả như này nhá. Bác nào có áo điều hòa thì mình mua về mình chế cháo nhá. Đó. Tiếp theo thì em có một con sạc dự phòng, con này còn ngon nguyên nhá. Đấy, còn ngon nguyên. Hàng nội địa của Nhật, 10.000 mAh. Đấy, hàng con này hàng của Việt Nam nhá, hàng của Việt Nam, made in Việt Nam đây. Con này em bán cho bác với giá đó là 50k nhá, 50k. Con này thì hàng vẫn dùng ngon nhá, có thể sạc được từ 2 đến 3 cái điện thoại liên tục nếu đầy pin nhá. Đó, hàng vẫn dùng ngon. Thanh lý cho bác với giá đó là 50.000, sạc dự phòng 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo khui bia nhá. Kéo khui bia thì em về lô này nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đỏ và màu trắng như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đấy, lên cho em là kéo khui bia. Giá thì sẽ là 70.000 cho một con kéo khui bia như này. Đó, hàng siêu dày luôn. Hàng rất dày các bạn, thép SK5 của Nhật này. Đấy, có chức năng là khui bia này, cắt gà cắt cá này, kẹp cua kẹo mở nếp chai đầy đủ cho các bác luôn. Dày dẫn chắc chắn, dùng cực kỳ là thích luôn. Đấy, rất là dày các bạn này. Kéo rất dày luôn. Giá thì sẽ là 70k nhá, kéo khui bia 70.000. Kéo bếp vàng thì bán lẻ sẽ là 30.000 một chiếc nhá. Kéo bếp vàng như này, hàng của Nhật này. Đấy, hàng của Nhật. Đấy, cũng rất là ngon luôn. 30.000 một chiếc, Japan nhá. Đó. Bán lẻ sẽ là 30.000. Mua số lượng thì sẽ là 100.000 bốn chiếc. Đấy, bán lẻ sẽ là 30k một cái nhá. Đấy, 30k một cái và 100.000 bốn cái. 30k kéo bếp vàng 30k trên một chiếc nhá. Đấy, 100k này. Đấy, trên bốn cái luôn, 100k trên bốn cái. Giá thanh lý cho bác luôn. Tiếp theo thì cái dây tắm này. Đấy, dây này các bác dùng để tắm kỳ cọ này. Giá sẽ là 15k. 15k nhá. 15k trong cái dây tắm như này. Đấy. Cái này thì rất là tiện thôi. Các bác cho xà bông tắm các thứ vào đây, sau đó thì mình kỳ cọ này. Đấy, rất sạch sẽ luôn nhá. Chân tay rồi nói chung là đa di năng luôn. 15k. Đấy, chân tay đây các bác, ví dụ chân thì các bác kỳ như này này. Đấy. Rồi nói chung là chân này, đấy, nói chung là đa di năng, lưng, cổ, vai gái đều được hết. 15.000 cái dây tắm như này. Tiếp theo thì Phương ơi. Em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đuôi nhá. Đấy. Lấy cho anh một cái đuôi ấy ra đây. Cái đuôi đuôi đèn cảm ứng nhá, đuôi đèn cảm ứng. Con đuôi này thì nó sẽ có một chân xoáy thôi. Đấy, có một chân xoáy cho nên em gọi nó là đuôi một chân xoáy như này. Đấy, và có người đi qua thì nó sẽ cảm biến sáng tối cho các bác luôn, và có chế độ điều chỉnh ở đây. Đó. Đồng lên dây. Con này thì giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy, lên cho em là đuôi đèn cảm ứng. Đuôi đèn cảm ứng một chân. Giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó. Còn con này thì nó sẽ là dòng hai chân luôn. Hai chân như này. Đấy, hai chân thì gọi là hai chân thôi nhưng mà nó là các bác lên cho em là con này là đuôi cảm ứng xoáy trực tiếp. Đấy, con này nó sẽ xoáy trực tiếp luôn, về nhà các bác không cần phải đấu dây. Đấy. Như con này thì các bác vẫn phải đấu dây, nó hơi phức tạp. Về nhà các bác phải đấu dây vào. Đấy, còn ví dụ như con này là các bác về nhà thì cắm sang bên này. Về nhà thì khi mà các bác đã có cái đuôi sẵn như này rồi nhá, các bác chỉ cần xoáy cái đuôi này vào cho em này. Xoáy cái đuôi này vào. Đó. Sau đó xoáy bóng vào đằng trước này thì các bác bỏ cái quả bóng cũ ra, bỏ quả bóng cũ ra và xoáy vào cái này và cái đuôi cũ của các bác, sau đó xoáy bóng vào cái đuôi mới của em là xong. Đó. Thì các bác lên cho em là đuôi xoáy trực tiếp nhá, đuôi xoáy trực tiếp, giá sẽ là 60k. Đấy, đuôi hai chân xoáy trực tiếp này. Đấy. Đuôi hai chân nhá. Cái này nó sẽ là hai chân xoáy trực tiếp. Xoáy trực tiếp giá sẽ là 60k nhá, 60.000, đều là cảm ứng chuyển động hết nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy xay khô nhá, máy xay khô. Con này thì công suất của nó sẽ là một đây. Một con máy như này là 250W, điện 220V. Đấy. Các bác dùng thì rất là thích luôn, chỉ việc là cắm điện vào cho em này, cắm điện vào này. Đó, sau đó thì nhấp này là nó chạy này. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Các bác nghe tiếng máy kêu chưa? Máy chạy rất là khỏe luôn. Đó. Các bác dùng để xay đỗ, xay lạc, xay tiêu, xay điều, cà phê, ngũ cốc đều được hết nhá. Giá sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Máy xay khô 120k này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái máy đuổi chuột nhá.
Đấy, con này thì sẽ là máy đuổi chuột. Giá sẽ là 35.000, 35k cho con máy đuổi chuột như này. Con này dùng rất là nhạy luôn, chuột, côn trùng, kiến, gián đuổi được hết các bác nhá. Chuột, côn trùng, kiến, gián. Về nhà chỉ việc cắm vào nguồn điện là xong. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái này là nó sẽ là miếng dán thải độc chân. Một hộp này của nó là 50 miếng, giá chỉ có 40k thôi, bằng một bát phở thôi nhưng mà dùng cực kỳ tiện ích luôn. Đấy, người lớn, trẻ, nhỏ, người già dùng nó hết nhá. Ban đêm trước khi đi ngủ thì các bác bóc ra, sau đó thì mình dán vào cái gan bàn chân cho em. Đấy, rất là tốt luôn nhá. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác cái đèn 8 cánh này. Bóng đèn 8 cánh như này, con này thì siêu sáng luôn. Đó, bóng đèn 8 cánh siêu sáng nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. Đấy, 190.000 cho con đèn 8 cánh như này. Siêu sáng luôn các bạn. Đây. Đấy. Sáng lắm các bạn. Đấy, đèn 8 cánh siêu sáng luôn. Đấy, các bác thấy không? Sáng rực rỡ luôn. Đó. Công suất của nó là 200W nhá. 200W điện 220V. Đèn 8 cánh. Lên trên là đèn 8 cánh có thể gấp gọn vào như này. Đó, bóng đèn 8 cánh. Con này giá của nó sẽ là 190k nhá. 190.000. 190k cho con bóng đèn 8 cánh như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái đèn 5 cánh nhá. Đấy. Đây. Con này nó sẽ là con 5 cánh này. Con 5 cánh này cũng rất là sáng luôn. Đó, đây. 5 cánh như này, rất sáng luôn. Đây con này. Con này cũng rất sáng luôn. Đây em đang thắp cho các bác xem này. Đó, rất sáng luôn nhá. Đây, sáng trưng luôn. Đó, rất tiện ích. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm hứng nhá. Một số các mã hàng của bên em mới về. Đây, bên shop rất nhiều mã hàng mới về trong ngày hôm nay để lên video trân trọng gửi tới các bác nhá. Mã đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái chổi tách nước. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Các bác lên cho em là chổi tách nước nhá. Đấy. Hoặc là lên cho em là chổi chổi lau nhà K9 nhá. Con này nó có mã là K9. Đấy. Con này thì nó tách nước luôn. Đó, đây là cái phần xoáy của nó này. Thì nó có đầu sẵn thế này rồi, các bác về chỉ việc là kết nối vào cho em là xong thôi. Đây, kết nối vào đây. Đấy, các bác cứ kết nối đúng đầu cho em là ok thôi. Đấy, nó có đầu xoáy như này. Thì nhà các bác kết nối vào cho em. Đây. Cái này thì nó sẽ là lắp vào cái đầu này. Đây, khi về thì các bác rút cái này cho em. Cái này nó còn một khấc nữa, tầm 20 cm, các bác rút ra cho em này. Đấy, sau đó thì mình sẽ xoáy cái phần đầu cán là vào cái phần cao này. Đấy. Tiếp theo thì cái nửa dưới này nó sẽ có gen ở đây. Các bác xoáy cho em cái gen vào đây này. Đấy. Cái này là phần gen bát này. Đây. Các bác xoáy cái gen này vào đây cho em. Đây. Đây nó sẽ có cái gen này. Các bác xoáy cái gen này vào đây. Đó. Đây nha các bác, xoáy cho em cái đầu này vào đây này. Đấy, cái đầu này là cái đầu phần thấp nhất này, thì xoáy vào đây chị ạ. Xoáy vào đây cho em này. Đấy, còn đây là cái phần để các bác đưa lên đưa xuống mình vắt này. Đấy, nó sẽ vắt đảo chiều ly tâm như này. Và đây là các cái phần khúc nối thì các bác cho vào mình nối vào cho em. Đây. Đấy, cái này thì cắm vào đây. Cái này thì mình cắm cái này, nối vào cái này cho em này. Đó. Cái này là cái hệ thống của nó là tách nước tự động nhé, các bác chỉ cần cho nước vào dưới này. Đấy. Vắt, khi vắt thì các bác đặt vào đúng tâm như này. Đấy là nó sẽ vắt cho các bác sạch luôn. Đó, đây. Đấy, và nó giặt đến đâu thì nước nó sẽ tách xuống dưới đến đấy các bác nhá. Đó. Giặt đến đâu thì nước nó sẽ tách xuống dưới đến đấy. Các bác dùng nó rất là sạch sẽ. Đó, gọi là tách nước tự động. Thì lên cho em là chổi tách nước. Giá sẽ là 180.000 nhá. Đấy, cái phần bàn lau của nó rất cứng cáp luôn này. Đấy. Có xoay đảo chiều hết nhá. Đấy. Có xoay, có đảo chiều như này thì rất là tiện cho các bác sử dụng này. Đấy. Có xoay 360 độ có đảo chiều luôn. Đấy. Và khi mà cho vào xoay thì là nó sẽ xoay cái bàn này. Xoay cái bàn này. Đấy, và nó sẽ giặt ở đây luôn. Đấy, kết hợp giặt ở đây. Đấy, nó sẽ tạo sạch luôn và nước bẩn thì nó sẽ rơi xuống đây. Đó, nước bẩn nó sẽ rơi xuống đây. Thì nó rất là tiện, nó gọi là chổi tách nước nhá. Và các bác không cần phải đổ, các bác chỉ cần là mang ra ngoài. Sau đó thì xoáy cái van này ra, xả đi cho em là xong. Xoáy cái van này ra, xả đi. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Có quai sách như này nhá, có quai sách như này. Rất dày dẫn chắc chắn cho các bác nhá. Đấy, khi vắt thì mình lừa nó vào đây này. Đấy. Đây. Các bác cho nó ăn vào cái tâm của nó này. Cho nó ăn vào cái tâm của nó. Sau đó thì mình đẩy cái này xuống này. Đấy, nó vắt rất là ngon luôn các bác nhá. Đó. Rút lên rút xuống xoay rất là ngon luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Lên cho em là chổi tách nước 180.000 các bác nhá. Lắp vào thì nó khá là dài luôn, tầm khoảng 1m2 đến 1m3. Đấy, tầm khoảng 1m3 các bác nhá, tầm khoảng 1m3. 1m2 1m3 thoải mái cho các bác sử dụng. Màu sắc đẹp. Đấy, lau rất là ngon luôn nhá, lau rất là ngon luôn. Lên cho em là chổi tách nước này.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã chổi. Đó là cái chổi cái này là gì? Các bác lên xem là chổi lau nhà nhá. Con này thì bỏ anh đi biển ra đây. Chổi lau nhà, con này thì nó cũng lắp đặt như vậy thôi. Và con này thì nó sẽ có hai phần vắt riêng. Đấy. Hai phần vắt riêng. Đây. Đấy. Hai phần vắt như này. Hai cái vắt như này thì là các bác muốn dùng cái nào thì dùng. Một cái là bông mịn như này. Đấy, hai cái mẫu bông như này. Các bác chỉ cần là lắp vào cho em xong. Đây, lắp vào đây. Đấy, lắp vào cái phần này. Nó có cái lẫy để các bác sập nó vào là xong nhá. Sập nó vào là xong. Cái này thì các bác lên cho em là chổi lau nhà nhá. Sập nó vào này. Đó, nó có cái lẫy này các bác sập hết vào cho em. Sau đó thì mình xoáy vào thôi. Đấy, xoáy vào. Nó có các cái phần kết nối đây, các bác cứ xoáy vào cho em là xong. Đây. Đấy, cái phần này thì các bác xoáy vào đây. Phần này xoáy vào đây nhá. Đó. Sau đó thì các bác xoáy tiếp cái phần đầu trên này vào. Xoáy cái đầu trên này vào là mình sử dụng thôi. Đó. Là khi các bác vắt cho vào đây là nó vắt này. Đấy. Cho vào đây là sẽ vắt luôn. Ở đây thì các bác rút dài cái này ra cho em này. Cái này thì nó rút ra nó khá dài luôn, tầm khoảng 1m2 đến 1m3 đấy. Cũng thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, và bắt đầu các bác cho vào mình vắt này. Đấy. Cho vào đây mình vắt này. Đấy, các bác thấy không? Cho đây mình vắt rất tiện luôn nhá. Đó, con này thì nói chung là ứng dụng thì rất là tiện rồi. Đó. Và cũng rất là dài luôn. Đây. Chiều dài của nó thì nó cũng tầm khoảng đây. 1m2, 1m3, hai con này thì cũng tương đối bằng nhau. Đây. Hai con chổi này tương đối bằng nhau này. Đó. Và đây là cái phần xoay của nó này. Phần xoay của nó này. Dưới có bánh xe này. Đấy, dưới có bánh xe. Con này thì các bác phải đổ nước đi thôi, nó chứ không nó không có van xả quá nhá. Con này thì không có van xả. Các bác dùng xong thì các bác đổ đi. Đó. Thì giá con này sẽ là 200 200 mấy? Lên mã giúp cho em đó là thùng lau nhà, giá sẽ là 250.000 nhá. Thùng lau nhà 250k. Đấy. Con này thì sẽ là 250.000, bên em sẽ bao ship nhá. 250.000. Bao ship về tận nhà cho các bác luôn. Đó, lên cho em là thùng lau nhà. Đấy. Các số hotline của bên em này, các bác có thể liên hệ nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Chào các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên lên cho bác đó là mùa hè rất là nóng bức và các bác nên mua cho mình một cái quạt xanh như này nhá. Quạt xanh tích điện, giá thì chỉ có 55.000 cho một con quạt xanh tích điện như này thôi. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc này. Đó. Con này thì 55.000 và nó rất là tiện ích nhá. Các bác đề phòng khi mình mất điện này. Đấy. Đề phòng khi mình mất điện hoặc là nói chung là đa di năng luôn. Đây. Nó có công tác có 3 số luôn. 1 2 3 này. Đấy, 1 2 3, nó sẽ có 3 số như này. Đấy, và các bác có thể nâng lên tụt xuống này. Đấy, nâng lên tụt xuống rất là ngon luôn. Đó, và ngoài ra thì các bác có thể là gấp gọn như này, gấp gọn này. Rất là tiện luôn. Đó. Giá của nó sẽ là 55k nhá. Công tắc tắt vào từ đây. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt xanh, giá sẽ là 55.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về thì các bác cái bật lửa Zippo thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá, màu vàng và màu bạc như này. Màu vàng và màu bạc như này. Hàng của Mỹ, USA này. Đó, USA, hàng của Mỹ nhá. Made in USA các bác này. Đó, made in USA, hàng của Mỹ. Đó, bật lửa Zippo cực kỳ là ngon luôn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000 nhá. 95k. Đó. 95k cho con bật lửa Zippo như này. Giá thanh lý cực rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bếp ga mini nhá. Bếp là cái ga mini 100.000. Đó. 100.000 thì cái bếp ga mini như này các bác dùng thì mình mang đi du lịch đi phượt này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy. Đấy, đi du lịch đi phượt. Rất là đẹp nhá. Đó. Các cái phần kết nối đều bằng đồng hết này, kết nối ga bằng đồng hết. Đây là cái phần chân đế của nó này. Đó, chân đế của nó đây. Rất tuyệt vời luôn. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Lên cho em là bếp ga mini, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con bếp ga mini như này, nhỏ gọn tiện lợi, đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con bếp ga đơn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 190.000. 190.000 cho con bếp ga đơn như này. Con này thì cũng rất là tiện này. Đấy, đánh lửa tự động này. Đấy, lắp bình ga vào đây cho em. Đó.
rất là dày dẫn chắc chắn nhé, rất dày dẫn chắc chắn. Thì con này các bác có thể dùng để mình đun ở phòng trọ này, đun ở nhà này, rồi nói chung là ăn lẩu ăn liếc được. Nhà bác nào mà hay ăn lẩu dùng bếp ga, đấy, nguồn điện yếu dùng bếp ga thì mua cái này cho em. Bếp ga đơn 190.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái nước hoa khô, giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Đây sẽ là một cái dòng nước hoa Nhật cực kỳ thơm luôn đấy. Nước hoa Nhật cực kỳ là thơm nhá. Bên em thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị, cái giá của nó rất là hạt rẻ luôn các bạn. Giá rất hạt rẻ luôn, chỉ có 30k cho một cái 30k trong cái hộp nước hoa này thôi. Đấy. Giá rất hạt rẻ, giá rất tốt để trân trọng gửi tới các bác này. Đấy. 30k trong một hộp bao gồm là 4 hộp nhỏ bên trong. Đấy, nó sẽ có 4 hộp nhỏ bên trong như này các bác này. Đấy. Và nó thuộc dòng là sáp khô như này. Sáp khô này các bác này. Đấy. Các bác có thể bôi trực tiếp lên tay này này. Đấy. Đây, rất thơm luôn nhá. Lên tay, lên nói chung là lên đâu cũng được, rất là tiện. Đấy, nước hoa khô nhá. Giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, đẩy ra này mình bôi sập vào này. 30.000 cho 4 hộp nước hoa thơm như này nhá. Đấy. Lên cho em đó là nước hoa khô nhá. Giá sẽ là 30k cho một hộp như này. 30k cho một hộp nước hoa thơm này thôi nhá. 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lọ xịt bếp nhá. Đấy, cái này để các bác xịt bếp này. Đấy, khi các bác xịt ra thì nó sẽ là dạng kem trắng như này các bác này. Đấy, kem trắng như này thì giúp cho các bác là tẩy rửa vệ sinh bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là tốt luôn. Đấy, đặc biệt là bếp nhá, các vết dầu mỡ vết bám nhá. Giá thì sẽ là 50k cho một lọ xịt bếp như này nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 50k. Lên theo là xịt bếp, giá sẽ là 50.000, chuyên tẩy dầu mỡ các thứ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cọ nồi nhá. Các bác lên theo là cọ nồi thì con này dùng rất là tiện. Thứ nhất là không bị bong các cái phần dây thép ra nó ảnh hưởng nhá. Thứ hai các bác dùng để mình trà cọ kỳ rửa, không cần phải động tay vào xà bông nhá. Và các bác có thể cho xà bông trực tiếp ở đây luôn. Đấy, kỳ cọ đánh rửa cho trực tiếp ở đây dùng rất tiện. Giá sẽ là 15k thôi. 15k trong cái cọ nồi như này. Lên cho em là cọ nồi 15k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái máy hút thổi bụi nhá. Con này thì nó sẽ là chạy bằng điện. Công suất của nó sẽ là 1000W luôn. Đấy, 1000W, con này chạy cực kỳ khỏe luôn. Đây. Con này thì dùng thì thôi rồi luôn các bác nhá, dùng rất là đã luôn. Cả hút cả thổi luôn, giá sẽ là 260.000. Đó. 260.000 cho con hút thổi bụi như này thôi. Giá sẽ là 260.000 các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái viên thuốc dán nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp thuốc dán. Một hộp này của nó là 12 viên. Đấy, đây nó sẽ có cái hộp bên trong này, nó là dòng cái này, nó là dòng viên này, nó là viên một hộp như này và viên của nó là viên thuốc sinh học nhá. Cực kỳ là an toàn luôn. Đó, và không độc hại nhá. Đấy, một hộp này là 12 viên và giá thì bên shop đang gửi tới các bác. Cái giá đó là 50.000. 50k trong một hộp như này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan luôn nhá. Made in Japan. Hàng nội địa của Nhật luôn. Đó, thuốc dán toàn chữ Nhật hết này. Cái này nó sẽ diệt là dán mẹ, dán con này, tổ dán này, rồi trứng dán luôn nhá. Đấy, đầy đủ luôn. Đấy, các loại dán luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn phễu nhá. Giá thì chỉ có 95.000 trong con đèn phễu này thôi, siêu sáng luôn, có dây đeo này, có cáp sạc này và có báo pin này, có báo pin, có sạc ra cho điện thoại đầy đủ luôn. Đấy, rất sáng các bác này. Đó, rất sáng luôn. Đây. Đây các bác quan sát này. 95.000 một con đèn sáng kinh khủng luôn. Đó, có 3 chế độ nhá. Đó, sáng mạnh, sáng vừa này và nhấp nháy này. Sáng lắm các bạn. Đấy. Rất sáng luôn nhá. Giá của nó sẽ là 95.000. 95.000 cho con đèn phễu này thôi. Lên xem là đèn phễu giá sẽ là 95k nhá. 95k cho con đèn phễu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn dây sạc nhanh nhá. Hàng của iPhone sẽ bao gồm cho các bác là một dây. Đấy, một dây và một củ như này. Một dây và một củ như này. Hàng của iPhone dùng để sạc nhanh nhá. Dây sạc nhanh iPhone. Giá thì siêu rẻ đâu. Chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho một cái dây sạc nhanh iPhone như này nhá. Lên xem là dây sạc nhanh iPhone giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Tiếp theo thì em về cho bác cái ép tỏi này. Con này thì dùng rất là tiện rồi. Hàng thương hiệu Winling của Đức hay hình người.
inox 304 đây. Đấy, các bác cho tỏi cho hành vào đây, mình chỉ cần ép phát này là nó sẽ ra đầu này luôn, rất là tiện luôn. Ép tỏi giá của nó sẽ là đi 100k cho con ép tỏi như này, 100.000 cho con ép tỏi này nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kẹo sâm Hàn Quốc này. Kẹo sâm Hàn Quốc như này, một bịch này của nó thì sẽ là 5 lạng, giá sẽ là 90k cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc như này, hàng của thương hiệu của Hàn Quốc, made in Korea đó, nguyên 100% là sâm tự nhiên, dùng thì cực kỳ là thơm luôn đấy, tập đoàn Samsung này đó, 100% Hàn Quốc chính hãng nhá. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có cho các bác là đi 90.000 thôi đấy, rất chất lượng luôn đó, hàng nguyên đai nguyên kiện như này, Korea đây, Korea made in Korea, 90k cho một gói như này nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái súng xịt rửa xe nhá, súng xịt rửa xe. Đây là cái đầu lắp của nó này, về nhà các bác kết nối vào này. Đấy, và đây là cái đầu súng này. Và các bác xoáy cái này thì nó sẽ ra nhá. Súng xịt rửa xe 150k. 150k cho cái súng xịt rửa xe như này thôi nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá, dung tích là 1,5 lít. Đó. Bình nhiệt quân đội Mỹ nha, màu rất đẹp luôn. Bên shop về thì nó sẽ có mấy màu, màu xanh, màu đỏ, các màu luôn. Hàng quân đội Mỹ dung tích là 1,5 lít. Inox 304, giữ nóng 24 giờ, giữ lạnh 24 giờ. Cái nắp này dùng để làm cốc uống nước được luôn. Đó. Rất chất lượng nha. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Bình nhiệt quân đội Mỹ như này, giá của nó sẽ là 190.000 nha. 190.000. Bình nhiệt quân đội Mỹ 190.000. Tiếp theo thì lên cho bác cái mã đài FM, 260.000 cho cái đài FM như này. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ làm con đài rất là ngon luôn. Đấy, cho em chế độ FM như này nhá. Sau đó thì bật lên này. Đấy. Đấy. Đấy, các bác chỉ cần là dò tần sóng này này. Đấy. Rất là tiện luôn nhá. Giá thì rất hợp lý các bác nhá, chỉ có cho các bác là đi một con đài FM này 260.000 thôi. Đây các bác này, đấy, hàng thì sẽ là hàng của Nhật, made in Japan này, đó, made in Japan này, đó, có pin, có cáp sạc đằng sau đầy đủ này, đó, hàng nội địa của Nhật, made in Japan nhá. Hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa từ khi sử dụng sản phẩm đã luôn. Đấy, các bác dò đây xem này, đó, rất tiện ích luôn. Con này thì ngoài chức năng là đài FM này, nó còn có các cái chức năng khác như là các bác có thể bắt bờ MP3 để nghe nhạc, rất ok đấy, và Bluetooth này, kết nối này, đấy, kết nối các rác nữa này, và có đồng hồ này, có đồng hồ. Về có đồng hồ, các bác chạy đồng hồ thì tháo cho em cái lót này ra, đó, đẩy lên xuống là đồng hồ chạy, tiện ích lắm, đó, rất đa di năng luôn nhá. Đây điều khiển đồng hồ ở đây này, đó, chỉnh giờ đằng sau này. Rất tiện luôn. 260.000 lên cho em là đài FM nhá. 260.000 một con đài FM này. Được, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái bếp từ hàng của thương hiệu Philips, sản xuất ở Thái Lan nhá. Philips made in Thái Lan các bác này. Đó. Chiều dài của nó thì sẽ là 39cm và chiều rộng của nó thì vào khoảng là 29cm. Một con bếp từ hàng thương hiệu Philips cực kỳ chất lượng nha bác này. Made in Thái Lan, kính cường lực dày 5 ly nhá, hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, một con bếp từ như này các bác này. Có tặng kèm một cái nồi nhá, tặng kèm một cái nồi này khi các bác nhận được hàng thì có thể nó bị bóp méo thì cái này hàng tặng thôi. Đó, lên mã giúp cho em đó là bếp từ Philips nhá. Lên cho em là bếp từ Philips nhé, ghi giá lên luôn này. Bếp từ Philips này. Philips giá của nó sẽ là bao nhiêu? 350.000 à? 350k nha. 350.000 cái bếp từ Philips như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cái đồng hồ nhá, một cái đồng hồ treo tường như này. Con này thì đường kính của nó vào khoảng 20cm thôi, vào khoảng 20cm thôi nhá. Đó, con này thì giá sẽ là 75.000, về nhà các bác lắp pin vào đây cho em là chạy là ok thôi. Đó, con này thì dùng nó rất là tiện ích luôn nhá. 75.000 cho một con đồng hồ như này, đường kính khoảng 20cm, về nhà các bác treo tường, treo phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn.
Nói chung là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet các bác cần xem giờ treo hết vào cho em. Rất tiện ích luôn. Đầy đủ phòng bếp, phòng ăn nhỏ gọn tinh tế các bác nhá. Rất đẹp luôn. 75k nha, lên cho em là đồng hồ treo tường 75k này. Đấy 75k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ đúc ổ điện 3 tầng. Đấy, cái này bao nhiêu? Hả? 150k nhá. 150k cho con ổ điện 3 tầng như này. Đây này. 150.000 cái ổ điện 3 tầng như này. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 này. 5 6, tức là có 4 mặt, 4 mặt mỗi mặt là 3 ổ, tổng là 12 ổ. Có đóng ngắt nhá, có công tắc đóng ngắt, có USB nhá, có chân USB như này. Đấy, giá là 150.000, con này thì các bác cắm đa di năng luôn, dây dài khoảng từ trên 1 mét nhá, trên 1 mét. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kẹp đơn nhá, kẹp đơn. Có phải không? Vì kẹp quần áo. Vì kẹp quần áo nhá. Vì kẹp quần áo một vỉ này là 20 chiếc. Vì kẹp quần áo này. Đấy, vì kẹp quần áo một vỉ này là 20 chiếc. Giá sẽ là 30k nhá. 30.000 cho một vỉ 20 chiếc như này. Đó, cái này thì các bác dùng để mình kẹp quần kẹp áo rất là tiện luôn. Đây. Đấy, kẹp như này các bác này. Đấy. 30.000 nhá, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái này là cái gì đây? Khăn rửa bát nhá. 10.000 ba cái nhá. 10.000 ba cái và 25.000 một chục à. 25.000 cho một chục cái như này, 25.000 cho một chục cái như này nhá. 10.000 ba cái, 25.000 một chục cái nhá. Các bác nhá, rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn ba cánh nhá. Đấy, cái bóng đèn ba cánh như này. Con này thì công suất của nó sẽ là 45W, bóng đèn ba cánh 45W như này. Và giá thì sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho con bóng đèn ba cánh 45W như này các bác này. Đấy, rất sáng luôn. Ba cánh 45W. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ sen sen quạt tăng áp này. Đấy, giá sẽ là 90.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp như này. Bao gồm cho các bác là cả sen cả dây, không có giá đỡ nhá. Đấy, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Sen quạt tăng áp nhá. Giá của nó sẽ là 90.000, bao gồm là cả lọc, lõi lọc này. Đấy, lõi lọc, một cánh quạt giúp tăng áp lực nước này. Đóng ngắt trên tay này. Đấy, có điều chỉnh ngoắt nghéo này. Đấy, có dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5. Giá cho các bác chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ như này. Đấy, 90k cho một cái bộ như này các bác nhá. 90k. Đó. Giá rất hợp lý cho các bác luôn, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ vít đen trợ lực này. Giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho cái bộ vít đen trợ lực như này. Bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 cây vít. Đấy, có hai đầu và có trợ lực rất là tốt luôn. Đấy, xoáy nhanh đảo chiều trợ lực luôn nhá. Xoáy nhanh đảo chiều trợ lực. Rất là ngon luôn. Đấy, 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau. Đấy, combo cho các bác một cái bộ như này. Giá sẽ là 60k nhá. 60.000 cho cái bộ vít đen trợ lực như này nhá. Lên cho là vít đen trợ lực, giá sẽ là 60k nhá. 60k. Đó, 60.000 cho cái vít đen trợ lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ khoan mini nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là tất cả các cái đầu vít, đầu mũi rồi máy khoan như này, có đảo chiều nhá. Đấy, có đảo chiều này, có cho các bác là cả xoay đảo hướng luôn nhá. Đấy, từ cái hình khẩu súng thì các bác lại xoay ra thẳng được như này. Đấy, dùng rất là tiện luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000. Đấy, có cả đầu mũi khoan mũi khiếc như này nhá, đầu mũi khoan, đầu vít này, rồi 30 đầu mũi vít như này các bác này, các đầu như này đầy đủ combo cho các bác luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn, một cái bộ khoan mini như này nhá. Lên cho em là khoan mini 180.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn, các bác lên cho em là đèn dầu nhá, giá sẽ là 130.000. về nhà thì các bác cho dầu vào đây là đốt thôi. Đấy, nâng cái này lên. Đấy, các bác vặn lẫy vặn liếc này, cho dầu cho liếc này. Nói chung là các bác có thể tùy chỉnh để mình sử dụng rất là tiện ích luôn nhá. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, các bác nhấc cái này lên, châm vào đây này. Đấy. Rồi bấc có thể xoáy điều chỉnh tăng giảm bấc này, tăng giảm bấc ở đây này các bác này. Đấy. Rồi các bác châm dầu vào đây cho em, châm dầu vào đây cho em. Vừa để trang trí đề co, vừa để thắp ban thờ, thứ rất là đẹp luôn, 130.000. Đèn dầu 130.000. Các bác lên cho em là tất vỉ này, tất vỉ này. Đấy, một vỉ này là 10 đôi, giá sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. Đấy, màu đen rất là đẹp luôn. Hàng của thương hiệu Nai, giày dẫn chắc chắn ngon lành cho các bác luôn. Tất vỉ như này. Đó. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi này, rất đẹp luôn. Hàng giày dẫn chắc chắn nhá, rất là ngon lành cho bác luôn. Tất vỉ 10 đôi. Đó, hàng của thương hiệu Nai của Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, 90.000 một vỉ 10 đôi, mua một vỉ này dùng quanh năm luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ví thanh lý nhá. Ví thanh lý bên shop bán cho các bác với giá đó là 40.000 cho một chiếc ví da bò thanh lý như này. Chất liệu 100% da bò tự nhiên. Giá thanh lý cho các bác chỉ có 40.000 thôi. 40.000 cho một con ví da bò thanh lý như này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. 40.000 một chiếc nhá, có màu đen và màu nâu. Có màu đen và màu nâu như này. Nếu mà các bác lấy hai chiếc T
tính giá cho bác 70.000. 70.000 cho 22 cái ví, giá cực rẻ luôn, 40.000 một chiếc. Ví da bò tự nhiên nhá, chất liệu. Ở đây của em là nó là hàng da bò 100% nhá, hàng da bò 100%. Bảo hành cho các bác luôn đây, chất liệu da bò các bác này. Về nhà các bác có thể đốt thoải mái luôn, cho các bác lấy bật lửa đốt thoải mái luôn nhá. Đấy, bật lửa đốt thoải mái luôn. Ví da bò 40k một chiếc nhá. 40k một chiếc. Đó, và 70k trên hai cái nhá, trên hai cái luôn. 70.000 hai chiếc. Giá cực kỳ thanh lý ưu đãi cho bác luôn. Tiếp theo là cái bát úp mì nhá. Bát úp mì 50.000 cho một con bát úp mì như này. Đó. 50k là cái bát úp mì như này nhá. Cái này rất là tiện này. Các bác ăn mì này, ăn cơm này rồi là nói chung là phở này, nắp rất là chặt luôn, nắp rất là khít luôn. Đó, nắp rất khít như này thì dùng cũng rất là tiện ích luôn. Bát úp mì nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k trong con bát úp mì này, rất tiện ích luôn. Đấy, rất nhỏ gọn và tiện ích các bác này. Đó, 50.000 cho con bát úp mì như này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, các bác bỏ ra cho em xin 3 giây để cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút tương tác. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái con két sắt mini nhá. Đây, két sắt mini. Đấy, con này thì nó không quá quá dày đâu, nó chỉ vừa xinh thôi, nhưng mà khi các bác dùng thì nó cũng khá là tiện ích luôn. Đấy, có chìa mở như này nhá, có nút để cho các bác mở chìa này, có nút cho các bác mở chìa, và có cho các bác là cả cái số điện tử này luôn. Các bác có thể dùng đây rồi, các bác có thể dùng số điện tử cũng rất là ok luôn. Và con này thì cái mặt đằng trước của nó là khá là dày, còn mặt đằng sau thì vừa phải. Để các bác sử dụng thì các bác có thể là bắt vít vào đây. Đấy, nó kèm cả ốc vít luôn nhá, kèm cả ốc vít cho các bác luôn. Và đây của nó là có sẵn pin này, pin để các bác mở số điện tử này, có đai vít này, và có cả chìa như này luôn. Đó, thì các bác về các bác mở ra cho em nó, sau đó thì mình có thể sử dụng số điện tử hoặc mình sử dụng chìa tùy theo. Lên cho em là két sắt mini nhá, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, đây xoay vào đây cho em này, xoay ra để mở ra này. Đây các bác này, mở ra nó sẽ như này. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 25 cm, chiều cao thì vào khoảng là gần 20 cm, chiều sâu thì cũng vào khoảng là 20 cm các bác nhé. Đó, đây, đây là cái hệ khóa của nó này. Đấy, khi các bác mở thì vừa mở khóa vừa kết hợp với cả cái lẫy này cho em. Đó, đây, cái lẫy đai này của nó rất là to và cứng luôn nhá. Đó, cho nên là rất là an toàn này. Đó, đây, đóng vào này, sập vào này các bác này. Đấy, mở ra thì các bác kết hợp xoáy lẫy cho em nhá. Đó, đây, đây, đó, thì rất là an toàn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá, 350.000. Lên mã giúp cho em đó là két sắt mini. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hai chìa này, hai cái đai để các bác bắn vào tường này, và một cái bộ pin. Pin thì các bác lắp vào đằng sau cho em nhá. Đấy, pin các bác lắp vào trong hệ pin bên trong này. Lên cho em là két sắt mini 350k nhá. 350.000 cái két sắt mini như này. Đó. Các bác mở ra cho em, mở ra sau đó thì lắp pin vào trong này. Và các bác cài mã cho em nhá, két sắt mini. Tiếp theo thì em lên cho bác cái tăm nước nhá. Tăm nước thì nó sẽ là có 4 đầu như này này, 1 2 3 4. Các bác cho nước vào đây cho em, cho nước vào đây. Đấy, đây thì nó sẽ là vệ sinh niếu, vệ sinh lưỡi, vệ sinh răng lợi cho em. Lên cho em là tăm nước. Giá thì sẽ là 170.000 nhá. Đấy. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một máy bơm như này. Đấy, một máy bơm rất là khỏe luôn. Hàng này thì của nó xuất đi rất nhiều nước nhá. Một cái máy bơm rất là khỏe như này. Và một cái bộ đầu lưỡi nhá. Đây, máy bơm các bác này. Các bác bật lên cho em. Đó. Đấy. Máy bơm rất là khỏe luôn. Các bác chiết nước vào đây cho em. Đấy. Cho nước vào đây này. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Ăn xong là mình ra mình vệ sinh luôn. Đấy, ăn xong mình ra mình vệ sinh luôn. Có cả củ sạc đi kèm nhá các bác nhá. Có cả dây sạc đi kèm. Đấy, và bốn cái đầu vệ sinh như này. Đây, có dây sạc đi kèm đây, và có bốn đầu vệ sinh nhá. Các bác cứ lên YouTube các bác gõ là tăm nước là nó sẽ ra. Đấy, thì con này để vệ sinh răng lợi rất là tốt luôn. Tăm nước giá sẽ là 170k cho cái bộ tăm nước như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bình tông, bình xanh nhá. Đấy, lên theo là bình xanh. Đó, bình xanh như này thì nó sẽ có con 1 lít và con 2 lít có quai đeo. Bình xanh của quân đội Việt Nam mình thôi. Con này sẽ là 90k cho con 2 lít, và con 1 lít sẽ là 70k nhá, 70.000. Đó, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nhôm, và màu là màu xanh quân đội rất là đẹp luôn. Bằng nhôm tự nhiên như này. Đấy, bằng nhôm. Nhôm nguyên sinh nhá, nhôm tự nhiên. Đó. Các bác dùng để mình đựng nước lọc, nước uống thì tuyệt vời luôn.
đựng nước lọc, nước uống, rượu bia, nước giải khát đều ok hết nhá. Có quai đeo như này, các bác mang đi cấy, đi gặt, đi du lịch, đi chơi, đi phượt đều ok hết. Con 1 lít là 70.000, con 2 lít là sẽ là 90.000 các bác nhá. 2 lít 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái cốc tự khuấy đa di năng. Các bác dùng để mình khuấy nước ngọt, rồi nói chung là cà phê, rồi nói chung là cho đá vào đây là mình sử dụng thôi. Đó. Và các bác lắp pin vào cho em nhá, lắp pin vào cho em. Ở đây thì nó sẽ có một cái hạt nam châm từ trường như này. Đấy, cho các thứ vào đây nó sẽ tự khuấy cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con cốc tự khuấy như này. Giá của nó sẽ là, đây lắp cho em đôi pin vào đây này, lắp đôi pin vào đây. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90k cho cái cốc tự khuấy như này. Lên cho em là cốc tự khuấy, giá của nó sẽ là 90k. Về nhà các bác lắp cái pin vào cái đít này cho em. Đó, cốc tự khuấy, giá của nó sẽ là 90.000 các bác nhá. 90k cho em cốc tự khuấy như này, 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khay đá thông minh nhá. Đấy. Khay đá thông minh như này thì về nhà các bác bỏ đá vào đây, cho em cho nước vào đây, sau đó thì cho nước vào đây, sau đó thì mình bỏ vào ngăn đông tủ lạnh thôi. Và đây cái đế của nó là đế mềm như này, đế mềm như này các bác này. Thì khi các bác sử dụng ấy thì là mình chỉ cần ấn này là viên đá nó sẽ lồi lên nhá. Các bác không cần phải vặn, không cần phải vặn như này làm gì cả, chỉ cần ấn này là viên đá nó lồi lên thôi. Tại vì cái đế này của nó là silicon mềm. 15.000 một chiếc. Đấy, 15.000 cái như này các bác nhá. Đấy, và các bác có thể để chồng nhau được luôn, nó có nắp như này để chồng nhau được luôn. Đấy, lên cho em là khay đá thông minh 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc khay đá thông minh như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia gang tay lao động nhá. Một bịch này của nó là 12 đôi. Giá sẽ là 70.000 trong bịch 12 đôi, có cao su non chống trơn trượt rất là tốt luôn. Đấy, các bác dùng để mình lao động làm vườn này. Đấy, rồi nói chung là đa di năng luôn, có thể cầm bút viết được thoải mái luôn nhá. Đấy, một bịch này của nó sẽ là 12 đôi. 12 đôi là 70.000 nhá. 70k. Đó, 70k, còn các bác mua lẻ thì 5 đôi sẽ là 40k nhá. 5 đôi sẽ là 40.000. Đó. Dùng để viết lách rất là ngon luôn. Để làm vườn, làm cây cối bonsai. Đấy, dọn dẹp vệ sinh, làm nhà rất là tiện, các bác dùng vào việc gì cũng được, nó rất là phù hợp, nó sạch sẽ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tất 10 đôi nhá. Tất 10 đôi hàng của thương hiệu Nai như này. Giá thì sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một vỉ 10 đôi. Đấy, một vỉ của nó là 10 đôi. Tất của thương hiệu Nai, co giãn 4 chiều. Tay này các bác dùng thì rất là tuyệt vời luôn. Đó, co giãn 4 chiều như này. Tất của thương hiệu Nai nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho một vỉ 10 đôi, tất màu đen. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái tựa lưng các bác nhá. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình tựa lưng. Đấy, mình tập, mình tựa lưng, mình tập cho nó khỏi bị đau lưng, đau mỏi vai gáy, đau xương khớp. Đấy, nó sẽ có cái lẫy như này, các bác chỉ cần cài vào đây cho em xong. Đó, các bác cài vào đây cho em. Đây, các bác cài vào đây cho em này. Đấy, đây, cài vào đây cho em là xong. Đó, cài như này. Rất là tiện ích luôn, các bác nằm lên cho em, nằm lên. Đây nó sẽ có cái miếng mút như này, các bác cài vào giữa như này nhá. Đây. Đây của nó sẽ là tập là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 động tác tất cả này. Đấy, các cái động tác như này là 10 động tác. Các bác tập thì giúp cho các bác là định hình xương sống này, xương vai, xương cổ, nói chung là đa di năng luôn, rất là tiện nhá. Giá thì sẽ là 50k thôi, rất là rẻ luôn, bằng nhựa. Và các bác có thể điều chỉnh cái nấc của nó là lên xuống tí các nhá. Đấy. Các bác tập lâu thì các bác cho cái nấc cao này, còn các bác tập bình thường thì các bác cho cái nấc thấp nhá. Lên cho em là tựa lưng nhá. Giá sẽ là 50.000. Đấy, các bác định hình cái xương sống của mình để nó tránh bị đau xương sống, đau mỏi vai gáy rất là tốt luôn. Tựa lưng giá chỉ có 50k cho bọn em tựa lưng như này thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đèn hộp nhôm nhá. Đây nó sẽ là một con đèn hộp nhôm như này. Giá thì sẽ là 90.000 cho con đèn hộp nhôm như này. Có cả quai đeo, quai sách đàng hoàng, có cả bật lửa cho các bác luôn nhá. Đây. Đấy, các bác mở cái nắp này ra này. Đấy, sau đó thì muốn dùng bật lửa thì các bác nhấn cho em cái nút bật lửa là nó sẽ lên các bác này. Đấy, nó sẽ lên. Đấy, lên đèn là lửa lên này. Đấy, các bác nhấn tắt giữ lì là nó sẽ tắt này. Đó. Giữ lì cho em là nó sẽ tắt. Đấy. Rất là tiện luôn nhá. Đó. Và có nam châm hít này. Có nam châm hít này. Đấy, có đèn chiếu sáng này. Có đèn chiếu sáng như này. Rất sáng luôn. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng vàng, sáng trắng, nhấp nháy cảnh báo rất đầy đủ luôn.
có dây đeo các thứ đàng hoàng. Lên thì em là đèn hộp nhôm nhá. Giá sẽ là 90k cho con đèn hộp nhôm như này, 90.000 cho con đèn hộp nhôm. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ đo vôn kế nhá, giá 90.000 thôi. Các bác lên cho em là đồng hồ vôn kế, giá sẽ là 90.000 cho một con như này. Có bao gồm cho các bác là một đồng hồ này. Đấy, một đồng hồ như này và một cái bộ dây như này các bác nhá. Đó, các bác bật lên là mình sử dụng thôi. Đó, rất là tiện, bác nào mà chuyên môn về điện muốn sửa chữa này, đo vôn kế, đo AC này, DCA này, đo ohm này. Đấy, dùng con này chứ em, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. Các bác dùng để mình làm thợ hoặc làm nghề linh tinh lặt vặt cũng rất là ok. Đồng hồ vôn kế, đồng hồ vôn kế nhá. Vôn kế giá sẽ là 90k. Đó, 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn 4 cánh nhá. Đấy, đây nó sẽ làm cái đèn 4 cánh như này. Công suất của nó là 28W và siêu sáng luôn. Con này thì rất là sáng nhá, 28W. Giá thì sẽ là 40k. Lên cho em là đèn 4 cánh mini, giá sẽ là 40k cho một con đèn 4 cánh mini như này. Công suất là 28W các bác nhá. Công suất của nó sẽ là 28W, siêu sáng luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo gà nhá. Kéo gà của Nhật. Hàng này nó sẽ là hàng to, hàng đại các bác. Đấy, rất là sắc luôn này các bác này. Đấy, những cái dây bóng dai như này mà còn cắt được là các bác biết rồi nhá. Kéo rất là sắc luôn. Đấy, hàng của Nhật, thép SK5 Japan này. Đấy, con này thì hàng đa chức năng luôn. Các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, cắt nem, thực phẩm, thức ăn này. Rồi cắt cây, cắt cành cũng được. Đấy, rồi đánh vẩy cá, kẹp cua, ghẹ, đầy đủ các chức năng luôn. Giá thì sẽ là 130.000 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo cắt gà Nhật. Giá sẽ là 130.000. 130.000 cho con kéo cắt gà Nhật như này. Đó, tiếp theo thì em lên cho các bác cái hộp tam đồng nhá. Đây, đây nó sẽ là một cái hộp tam đồng như này. Giá thì chỉ có 90.000 cái hộp tam đồng như này thôi. 90k cho cái hộp tam đồng như này các bác nhá. Đấy, một cái hộp tam bằng đồng đẹp như này mà giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em hộp tam đồng 90.000, các bác bỏ vào đây cho em. Đó, nhấp qua nhấp lại này, rất là tiện luôn. Hộp tam đồng, giá sẽ là 90.000 cái hộp tam đồng như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cặp lồng nhá. Đấy, một con cặp lồng rất là đẹp như này. Đó. Cái này bao nhiêu nhỉ? Đây. Cái nắp này thì các bác dùng để làm bát luôn này. Tiếp theo nó sẽ là một cái khay nhỡ này để các bác đựng mắm mì chính này, một cái khay chung này và một cái cặp lồng như này. Dung tích của con này thì sẽ là vào khoảng là 1,6 lít nhá. Oh. Giá sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho một con cặp lồng như này. Rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, cặp lồng rất là đẹp như này. Giá siêu rẻ luôn. 120.000 nhá. Lên cho em là cặp lồng 120k này. Cặp lồng như này. Đấy, rất đẹp luôn. Giá sẽ là 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cái cặp lồng tầng nhá. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 4 tầng luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 100. Con này thì giá đang thanh lý. Cặp lồng tầng này bao nhiêu nhỉ? Đây, đấy, một con cặp lồng 4 tầng như này. Các bác có thể mở ra từng tầng một nhá. Cặp lồng tầng giá đang thanh lý cho các bác chỉ còn 80.000 thôi. 80.000 cho cặp lồng tầng như này nhá. Đấy, đây nó sẽ là có 4 tầng nguyên vẹn như này. 4 tầng nguyên vẹn như này, mỗi tầng là các bác có thể, con này dùng rất là tiện luôn. Đấy, các bác dùng để mang cơm đi học, đi làm, đi du lịch này, hoặc nhà đi chăm người ốm này, bệnh viện biết này. Đấy. Thì các bác cứ mang cặp lồng ra mình mua đầy đủ các cái thực phẩm cho em. Đó. 4 món, mình có thể đựng được 4 món luôn. Và có nắp có giòn nhá, có nắp có giòn đựng canh riêu thoải mái nhá. Đấy, có nắp có giòn như này. Nắp có giòn đựng canh riêu thoải mái luôn. Đấy, đậy vào thì rất là chắc chắn nhá. 4 tầng như này. Đó, và có quai sách đàng hoàng. Đây. Có quai sách như này. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. 80.000 nhá. Cặp lồng tầng 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc nhá. Đấy. Đây, một con ấm siêu tốc rất là ngon như này các bác này. Đấy. Tên là gì? Ấm siêu tốc inox nhá. Đấy, một con ấm siêu tốc inox như này, rất là đẹp luôn. Có điều chỉnh nhiệt ở đây các bác này. Đấy, có điều chỉnh nhiệt ở đây. 450.000 nhá. Đấy, có cả kính nhìn rõ nước bên trong luôn, dung tích của nó là 1,7 lít nhá. Ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450.000, đúng không? 450.000 cho một con ấm siêu tốc inox như này. Hàng inox dày dẫn chắc chắn, có điều chỉnh nhiệt ở đây nhá. Đấy. Giá thì rất hợp lý. 450.000 cho một con ấm siêu tốc inox như này. Đây là cái đế của nó các bác này. Đây, cái đế của nó đây. Đế của nó cũng rất là chắc chắn luôn. Đây, các bác đặt vào cho em này. Đó. Đây.
nút nguồn của nó đây. Hàng rất hiện đại luôn, rất đẹp luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Kyler các bạn này. Rất dày dẫn chắc chắn nhá, dày lắm cái mâm này của nó. Mâm này của nó siêu dày luôn. Cho nên các bác đun thì cực kỳ là yên tâm. Đấy. Ở trong này thì nó có hình như là một cái con dơ le gì đó, con cảm biến nhiệt đây này. Đấy. Nói chung là hàng này thì rất là chất, hiện đại. 450.000 lên cho em là ấm siêu tốc inox nhá. Ấm siêu tốc inox 450.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bút mực nhá. Bút mực thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, bút lông nhá. Lên cho em là bút lông. Có hai màu xanh và màu đỏ nhá. Đây. Đấy, em đang viết đây các bác này, bút lông như này. Đấy, có hai màu xanh và màu đỏ. Giá bán thì sẽ là 20.000 nhá. 20k trên 3 cái này. 20.000 trên 3 cái và mua cả hộp thì sẽ là 50k nhá. Đấy, 50.000. 50k trên một hộp. Đấy, một hộp này của nó sẽ là đi 10 bút, một hộp là 10 bút nhá. Có hai màu, màu xanh và màu đỏ nhá. Màu xanh và màu đỏ, một hộp là 10 chiếc, 2 4 6 8 10. Một hộp 10 cái là 50.000. Đấy, 50.000 một hộp như này. Còn các bác mua lẻ thì sẽ là 20k trên 3 cái nhá. Đấy, trên 3 cái các bác có thể mua về để làm thợ làm nghề rất là ok luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái sạc nhanh iPhone nhá. Đấy. Dây sạc nhanh iPhone. Giá thì đợt này về cho bác giá tốt luôn. Chỉ còn cho các bác là 50.000 thôi. 50.000 cho một cái bộ cả củ sạc cả dây như này nhá. Sạc nhanh iPhone. Đấy, sạc nhanh iPhone cả củ sạc cả dây như này. Hàng của thương hiệu iPhone, củ cực kỳ chắc luôn. Hàng cực kỳ là ngon. Bác nào chuyên dùng iPhone thì mua con này cho em. Đấy, lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Giá thì chỉ còn cho các bác là 50k thôi. Đây, iPhone 15 Pro Max này. Đấy, dây sạc nhanh iPhone. Giá sẽ là 50k nhá. 50k. Đấy, cả củ sạc cả dây chỉ có 50.000, giá siêu rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba dao này. Bộ ba dao như này. Đấy, con dao gọt này thì sẽ là 40.000, con dao thái là sẽ là 90.000. Con này là 40k này, con này là 90k này. Đó. Hàng thì đều là hàng của Nhật hết nhá, hàng của Nhật hết. Ngoài ra thì sẽ là một con dao chặt như này. Một con dao chặt. Cân nặng của nó thì từ 3 đến 5 lạng nhá, từ 3 đến 5 lạng. Đó. Và con dao chặt này thì sẽ là 180.000. 180.000 cho con dao chặt như này, 180k, đều là hàng của Nhật chữ dập chìm hết nhá. Đó, nếu mua combo 3 con như này, bên em gửi tới các bác giá chỉ có 260.000 thôi. 260.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 260.000 cho 3 con, bao ship đến tận nhà, còn mua lẻ từng con một thì giá của nó sẽ là như trên các bác nhá. Đó, giá rất tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm đó là cái con mài dao ba khe, hàng của thương hiệu Katashiwa, made in Japan, mài dao ba khe nhá. Giá của nó sẽ là 130k. Hàng nội địa của Nhật, con này chuyên để mài dao, mài kéo rất là ngon luôn. Các bác chỉ cần lướt qua lướt lại này cho em. Đấy, mài thô, mài mịn, mài bén từ trái sang phải. 130.000 cho con mài dao ba khe đỏ như này. Mài dao ba khe đỏ 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con dao G49 nhá. Đấy, lên cho em là dao G49. Con này thì nó sẽ là dao của thương hiệu Wattpo và nó là dòng dao trắng, thép trắng không gỉ nhá. Đấy. G49, hàng của thương hiệu Wattpo. Con này thì cũng nặng từ 3 đến 5 lạng. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn, cắt được cả giấy bóng luôn các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Con này thì sẽ là 150.000. 150.000 cho một con dao G49 như này nhá. Đấy. Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 cm, phần lưỡi thì khoảng 20 cm và bản thì cao khoảng là 10 cm. Lên cho em là dao G49. Giá sẽ là 150.000. G49 150.000 nhá. Lên cho em là G49 150k, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đuôi lò xo nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái đuôi lò xo như này. Đấy, đuôi lò xo như này nhá. Con này thì đang bán 30.000, đợt này cũng thanh lý cho các bác giá tốt hơn một chút nữa luôn. Đấy, một cái đuôi lò xo như này giá chỉ còn cho các bác là 25k thôi. 25k cho một cái đuôi lò xo như này các nhá. Đấy, có công tắc luôn. Các bác chỉ cần cắm trực tiếp vào nguồn điện, lắp bóng vào, không thích dùng thì tắt đi. Đấy, 25.000 các bác nhá. Duy nhất trong ngày hôm nay trên video này thôi. Giá sẽ là 25.000 cho một con đuôi lò xo như này. Đó, 25k các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái van xả một đầu nhá, van xả một đầu như này. Giá thanh lý cho các bác 50.000 cho một con van xả một đầu như này nhá. 50k. Đó. Bằng inox 304. Ở đây sẽ có cho các bác là cái đầu gen như này.
có cả gioăng giếc đàng hoàng thì các bác có thể kết nối vào các cái đầu nguồn nước. Đấy, các cái đầu vòi khác cũng rất là ok luôn. Giá thì sẽ là 50.000 nhá. Van xả một đầu 50.000. Giá thanh lý cực kỳ tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái keo dán tôn nhá. Đấy, keo dán tôn. Con này thì các bác dùng để mình dán lên các bề mặt mà mái tôn, mái ngói rồi bờ rô rồi các cái tấm lợp mà nó bị dạng như là bị nứt, bị thấm rột thì các bác dán cho em. Lên cho em là keo dán tôn nhá, lên cho em là keo 10 nhá. Keo 10. Giá thì sẽ là 40k cho một quận keo dán tôn 10 như này. Keo 10, giá sẽ là 40.000. Bản của nó thì 10 cm và chiều dài thì khoảng là 5m nhá, chiều dài khoảng 5m. Để các bác chuyên để dán tôn rất là ok luôn, keo 10. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ lưỡi kem. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là trên dưới 30 lưỡi. Đấy, nó vào khoảng là 30 lưỡi. Đấy, bao gồm là 30 lưỡi cạo, lưỡi kép. Đấy, có cho các bác là 30 lưỡi kép này, một bàn cạo và một lọ kem luôn. Đấy, combo cho các bác như này. 30 lưỡi, một bàn cạo, một lọ kem, lưỡi của nó là lưỡi kép nhá. Bộ hai lưỡi kép như này. Giá thanh lý cho các bác chỉ còn cho các bác là đi 60.000 thôi. 60.000. Đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 55.000 nhá. Đấy. Cho một bộ lưỡi kem như này. Lên theo là bộ lưỡi kem. Giá sẽ là 55k nhá. 55.000 cho bộ lưỡi kem này thôi. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bảng tô. Đấy, bảng tô nhá. Con này thì các bác dùng cho trẻ em nhà mình học tập rất là tuyệt vời luôn. Tránh xa điện thoại máy tính bảng này. Đấy, lên theo là bảng tô. Giá sẽ là 40.000 thôi. Lên theo là bảng tô. Ở đây nó sẽ có nút khóa, các bác mở cái khóa ra cho em này. Mở khóa ra cho em. Sau đó thì các bác bật lên. Đó đây. Đấy, lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô. Đấy, giá sẽ là 40k, 40.000 một chiếc. Các bác có thể mua về để cho các em nhà mình nó học hành tránh xa điện thoại máy tính bảng. Đấy, các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút like, một nút đăng ký kênh. Đó. Đây, rất tiện luôn. Tô vẽ thoải mái luôn. Giá sẽ là 40k, 40.000. Rồi ok. Hello các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng thì từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Cho nên là các bác cứ yên tâm mua từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship các bác nhá. Đấy. Bên shop về cho bác một cái mẫu đó là cái chổi lau nhà, các bác lên cho em đó là các bác lên mã giúp cho em là thùng lau nhà nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 250.000. Đấy, hàng này về giày dẫn chắc chắn hơn. Hàng của công ty, giày dẫn chắc chắn lắm các bạn. Đấy, có thể đẩy đi đẩy lại như này. Và có quai sách như này nhá. 250.000 là bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên cho em đó là thùng lau nhà nhá. Thùng lau nhà. Thùng lau nhà. Giá của nó sẽ là 250k. 250.000. Đấy, rất giày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Ở đây khi các bác nhận hàng thì các bác sẽ được nhận được hai cái miếng lau như này nhá, hai miếng lau, một cái miếng lau bông mịn như này và một cái miếng lau siêu thấm nước như này các bác này. Đấy. Tiếp theo là cái phần lắp này. Lắp ráp thì các bác cứ lắp vào như bình thường thôi. Nói chung là cái này thì nó cũng đơn giản thôi. Lắp ráp cái này thì ai cũng biết lắp rồi. Đấy, ai cũng biết lắp rồi, nó rất là đơn giản, nó không có cái gì là phức tạp cả. Đấy, đây là cái bộ lắp của nó này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là từ 2m chiều dài của nó thì khoảng từ 1m3 đến 1m tầm 1m3 đến 1m1 đến 1m3 thì đấy các bác nhá. Đấy, các bác lắp cái này vào đây cho em. Cái này thì các bác xả ra này. Đấy. Đây thì nó sẽ dài như này, con này là khá dài luôn. Nó sẽ là tầm khoảng 1m tầm khoảng 1m 2m3 rồi. Đấy, các bác lắp cái này vào cho em. Đó. Và mình ấn cái này lên này. Sau đó thì mình lắp thêm cái này vào này. Đấy, lắp cái này vào. Đó. Thì lưu ý các bác mà muốn vắt nó dễ vắt thì nó phải có xà bông. Đấy, nó phải có xà bông nhá. Đấy, đây các bác ấn cái này vào cho em, ấn cái này vào. Đó, ấn cái này vào cho em là xong. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. À 200 xin lỗi các bác là 250.000. Đây. Khi các bác lau thì các bác vắt thì các bác xả cái này xuống cho em này. Đấy, đây. Vắt rất là ngon luôn các bác nhé. Vắt rất là ngon luôn, các bác theo. Đây. Đấy, vắt rất là ngon luôn. Đó, đây. Vắt rất là ngon luôn các bác theo. Con này dùng cực kỳ là đã luôn, hàng dày dẫn chắc chắn nhá. Hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành luôn. Lại được tặng kèm thêm một cái miếng bông nữa. Tặng kèm thêm một cái miếng bông nữa các bạn này. Rất ngon lành luôn đó nhá. Đó. Các bác cho nước, cho xà bông các kiểu là con là điều vào cho em.
lên mã giúp cho em đó là thùng lau nhà nhé, thùng lau nhà giá sẽ là 250.000. Hàng lô này về thì nó khá là dày dẫn chắc chắn nên là cái giá nó sẽ cao hơn một chút các bạn nhé. Và nó cũng rất là gọn gàng luôn, rất gọn gàng các bạn. Đấy, rất gọn. Em có thể tháo ra để hết vào trong này được, rất là ok cho các bác nhé. Giá thì rất hợp lý rồi. Chỉ có cho các bác là 250.000 thôi. Đã bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đây, rất gọn gàng các bạn. Đấy, 250.000. Bên em bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái mã hàng mới tiếp tục của shop đó là súng bắn keo nến nhá, súng bắn keo nến như này. Đấy. Con này thì nó sẽ là sử dụng điện 220V, điện 220V. Đấy, từ 100 đến 240V, công suất của nó sẽ là 20W nhá. 20W như này. Thì ở đây nó sẽ có cho các bác một cái lẫy này. Có một cái lẫy này các bác này. Đấy. Có cái lẫy này để các bác lắp vào đây để mình để nhá. Đấy, để mình để như này. Đấy, mình để như này. Đó, nó rất tiện ích luôn nhá. Đó. Thì dây cáp của nó đây. Con này thì sử dụng 20W và điện từ 100 đến 240V. Nên là các bác dùng điện nào cũng ok thôi. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là súng keo nến nhá. Súng keo nến. Giá sẽ là 40.000 cho một cái súng keo nến như này thôi. Giá chỉ có 40k thôi. Lên mã giúp cho em là súng bắn keo nến, giá sẽ là 40k nhá. Lên cho em là súng bắn keo nến này, giá sẽ là 40k. 40k cho một cái súng keo nến như này, giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm mới đó là cái mic không dây nhá. Đấy, mic karaoke không dây. Đấy, các bác lên cho em là mic karaoke không dây. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 90.000 cho con mic karaoke không dây này thôi. Nó sẽ có sẵn pin cho các bác rồi. Các bác chỉ cần là bật lên cho em này. Đấy, bật lên là mình có thể sử dụng được rồi các bác nhá. Đấy, có nút nguồn ở đây này. Các bác bật nguồn lên. Đó, bật nguồn lên là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện nhá. Thì các bác có thể mang đi để đi du lịch, để đi chơi này. Hoặc là nói chung là đa chức năng luôn. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, alo, alo. Đó, thì cái chất âm của nó rất là hay, đầm ấm và vang. Thì các bác có thể bắt Bluetooth vào đây thì mình vừa là nghe nhạc cũng được, vừa nghe nhạc hoặc là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là hay luôn. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo, alo, alo. Đó, nó cũng khá là to luôn nhá. Đấy, có tăng giảm âm lượng ở đây này. Alo, alo. Đó. Đầy đủ các chức năng cho các bác luôn. Đó. Alo, alo. Alo, 1 2 3 4. Alo. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. 90.000 cho một con mic như này. Thì con này các bác có thể cắm thẻ nhớ để nghe nhạc này, cắm loa jack 3.5 này, cắm USB này. Nói chung là hàng đa chức năng luôn, đa chức năng cho các bác luôn. Vừa là loa Bluetooth, vừa là để nghe nhạc này. Nói chung là đa chức năng luôn nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là đi 90k thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đấy, cái này là các bác tắt nguồn đi cho em. Đây, giữ lì cái nút nguồn này cho nó tắt đi cho em này. Đấy. Tắt đi cho em. Đó. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên cho em đó là mic karaoke không dây nhá. Đó, mic karaoke không dây. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một con mic karaoke không dây như này. Giá sẽ là 90.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các mã sản phẩm đó là cái con máy tăng đơ của thương hiệu Philips nhá. Đấy, tăng đơ cắt tóc hàng của Philips chính hãng luôn. Giá sẽ là 170k nhá. 170k. Đấy. Lên mã cho em là tăng đơ Philips, giá sẽ là 170.000. Hàng của hãng cực kỳ chất cho các bác luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là combo là một tăng đơ này, một bộ cữ này, một bộ cữ là bao gồm là 4 cữ này, một bộ bao gồm 4 cữ. Tức là các bác có thể lắp đảo chiều đi, bên này thì sẽ là 12, bên này là 6 này. Đấy, và bên này là 6 và 3 này. Đấy, nôm na nó là hai chiều khác nhau. Đấy, một cái củ sạc cực kỳ khủng luôn. Hàng của hãng nặng chỉ trịch luôn nhá. Đó, hàng Philips chính hãng, rất nặng luôn. Và nhân vật chính của chúng ta đó là em máy đây. Đấy, một em máy như này, hàng của thương hiệu Philips này. Dùng thì cực kỳ là ngon luôn. Ưu điểm của dòng này thì pin trâu, dùng bền, chắc chắn và chạy rất là đầm các bạn, chạy rất là đầm và không ăn da nhá, không ăn da. Đây các bạn này. Đấy, không ăn da. Thì các bác dùng cho người già trẻ em rất là ok luôn. Đó, người già trẻ em rất là ok. Đây là cái cữ của nó này. Cữ này thì các bác chỉ cần là
để cái cữ này vào cho em xong này. Đó, đây đây nó sẽ có cái phần để các bác lắp đi. Đấy, về nhà các bác ngâm cứu, các bác lắp cái cữ vào cho em. Đấy, lắp vào đây, lắp vào đâu đấy cho nó phù hợp nhá. Đây đây nó sẽ có cái phần đầy đấy, các bác ấn vào đây cho em này. Đấy, ấn vào đây là nó sẽ để cái cữ này vào này. Đấy, nó có cái đây, nó có cái cá ở đây, đây nó có hai cái cá này các bác này. Đấy, thế này thì đấy, về nhà các bác ngâm cứu, các bác lắp vào cho em. Đấy, đây cái cá này của nó thì khá là chặt nhé, cho nên khi các bác nhét thì căng tay một chút, hoặc là các bác đẩy cái này ra này. Đấy, đẩy cái này ra căng tay một chút cho em thì nó mới vào được. Đây nó có hai cái cá đây, các bác chỉ cần lắp vào cho em theo đúng cái cá này là xong. Đó, nó khá là chặt đấy, khá là chặt thì các bác đặt một bên vào trước này, sau đó thì bên này các bác nhấn mạnh vào cho em, nhấn mạnh vào cho nó ăn vào cái cá này. Đấy thì nó mới ăn các bác này. Đấy, và nó sẽ các bác cắt bình thường như này. Đấy, cắt bình thường như này. Còn khi nào các bác muốn đổi cữ thì nó sẽ là 612 đây, 612 đây. Đấy thì các bác lại đảo chiều đi cho em. Đấy, một bên là 612, một bên là 69 này. Đấy, nôm na nó là như thế, thì các bác cứ đảo chiều đi. Đấy, vào cho em. Hàng của thương hiệu Philips này, chính hãng luôn nhá. Chính hãng luôn, rất là ngon. Giá sẽ là 170.000. Lên mã giúp cho em đó là Thunder Philips nhá. Thunder Philips. Giá sẽ là 170.000. 170k cho một cái bộ Thunder Philips như này, 170k. Combo đầy đủ cho bác luôn. Đấy, Thunder cáp sạc rồi dầu tra, dầu giếc rồi cữ kiếc đầy đủ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái súng các bác lên mã giúp cho em đó là súng rửa xe nhá, súng rửa xe 150.000. Đấy, bên em bán là chỉ có nguyên súng nha thôi nhá, chứ không có dây dợ gì đâu. Nhiều bác lại hiểu lầm, lại tưởng là có dây dợ gì thì không có đâu nhá, các bác xem kỹ cho em. Đấy, và cái đây là những cái đầu để các bác điều chỉnh nước này. Đấy, xoáy ở đây. Lên cho em là súng rửa xe nhá. Giá sẽ là 150.000 cho một con súng rửa xe như này. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đầy đủ các cái đầu để lẫy lắp các cứ đầy đủ cho các bác luôn. Lên cho em là súng rửa xe. Giá sẽ là 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là các bác lên mã giúp cho em đó là kẹo chuột nhá, kẹo chuột. Thì con này bên shop bán cho các bác với giá đó là 30.000 cho một hộp như này. 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Đấy, con này thì chuột nó ăn vào là nó sẽ rủ cả đàn lên ăn và chết cả đàn luôn. Đó, lên theo là kẹo chuột nhá. Kẹo chuột giá sẽ là 30.000 một hộp này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là cái tựa lưng. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho con tựa lưng như này. Thì khi các bác tựa vào thì nó sẽ giúp cho các bác là chống đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng. Đây, nó sẽ có cho các bác là một cái tờ giấy hướng dẫn này các bác này. Đấy. Đây là cái tờ giấy hướng dẫn này. Đấy. Về nhà thì các bác lắp lên cho em, sau đó thì mình có thể là tựa lưng này, nằm này. Đấy, nằm ngồi quỳ tựa như này. Đấy. Giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ thông minh này. Đấy, đồng hồ thông minh. Các bác lên cho em là đồng hồ T8 nhá. Con này thì nó giúp cho các bác khá là nhiều chức năng luôn. Đấy. Đo nhịp tim, đo huyết áp các thứ, nói chung là đầy đủ nhá. Đo nhịp tim, đo huyết áp, xem giờ luôn. Giá sẽ là thân của nó thì bằng thép hết nhá. Giá thì sẽ là 170.000, 170.000. Tiếp theo thì đồng hồ LED này. Đồng hồ LED này thì giá sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho cái đồng hồ LED đúng như trên hình như này luôn. Đây. Đấy, 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Đây. Đấy, con này thì giá sẽ là 140k nhá, 140.000. Số nó hiển thị như trên hình như này nhá. Về nhà các bác cắm cái cáp này vào xem. Đây nó có cái cáp này. Các bác cắm vào cái USB nhà mình ấy nhá. Đấy. 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Tiếp theo thì nó sẽ là một con máy vít chạy bằng pin nhá, máy vít chạy bằng pin này. Đấy. Con này thì giá cực tốt cho bác luôn. Đợt này về cho bác giá chỉ còn cho các bác là đi đây. Đấy. Con này thì em đang bán 110.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 100k thôi. 100k cho con máy vít chạy bằng pin như này các bác này. Đấy, 100.000. Đây. Đấy, dùng rất là ngon luôn các bác. Đấy. Đấy, thấy không? Đấy. Chạy rất là khỏe. Rất khỏe luôn các bạn. Đấy, chạy rất khỏe luôn. Giá thì sẽ là 100.000 cho con máy vít chạy pin như này nhá. 100.000 thôi. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp gen co nhiệt này. Một hộp này 328 đầu. Giá thì sẽ về cho bác giá tốt hơn một chút, 40.000 nhá. 40.000 cho một hộp gen co nhiệt như này thôi, 40.000. Đó, giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn, 40k. Tiếp theo thì nó sẽ là cái thuốc dán nhá. Đấy, thuốc diệt kiến dán này. Thuốc diệt kiến dán như này. Đấy thì
Cái này thì chuyên về dán nhá. Đấy, nó sẽ là dạng viên như này. Dạng viên như này các bác này. Viên này thì về nhà các bác bỏ vào trong cái khu vực như là đây. Viên của nó đây. Các bác bỏ vào trong khu vực như là tủ bếp này, rồi quần áo các thứ là nó sẽ diệt được hết luôn. Kiến mẹ, dán con, rồi là dán tổ đi hết luôn. Giá thì sẽ là 50k cho một hộp như này, 12 viên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã rất là mới, đó là cái môi xúc đá nhá. Cái này thì hàng bằng inox 304 này. Rất đẹp, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Cái này thì các bác có thể dùng để mình để vào bát này, mình xúc đá này, hoặc là xúc gạo này, xúc thực phẩm, thức ăn này, rồi đỗ lạc này, nói chung là đa di năng luôn. Nhưng mà bên em gọi nó sẽ là môi xúc đá nhá, môi xúc đá. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một con môi xúc đá như này. Đấy. Lên cho em là môi xúc đá. Môi xúc đá nhá. Đấy, xúc đá lạnh ấy. Môi xúc đá lạnh ấy. Đấy, đá viên ấy. Giá sẽ là 50.000, có quai đeo đàng hoàng. Chiều dài của nó thì vào khoảng 20cm nhá, dài khoảng 20cm. Phần ngang của nó thì vào khoảng là 8cm và phần cái môi này của nó thì vào khoảng là 10cm nhá. Rất là xinh luôn, rất xinh. Các bác có thể dùng để xúc đá này, đỗ này, lạc này, gạo này. Nói chung là đa di năng, xúc cái gì cũng được, nó rất là tiện. Và xúc xong mình đổ ra này nó rất là trơn nhá. Đấy, lên theo là môi xúc đá, giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm, đó là cái đồng hồ đo vôn nhá, đồng hồ đo vôn. Đấy. Cầm cho anh cái đồng hồ to ra đây. Đấy, thì con này các bác dùng để mình đo vôn, rồi đo ampere kế các thứ rất là ok luôn. Đây các bác cắm vào đây cho em. Cắm vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bật lên. Bật lên mình có thể đo. Đấy, đo vôn, đo ampere kế. Thì bên shop có hai mẫu nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là đồng hồ này, thì các bác lên cho em là đồng hồ đo vôn nhá, đo vôn, đồng hồ đo vôn. Vôn kế, đồng hồ vôn kế. Giá thì nó sẽ là 90k nhá, 90k cho một con đồng hồ đo vôn kế như này. Đồng hồ đo vôn kế như này sẽ là 90.000. Ngoài ra thì có một cái mẫu loại to, con này thì nó sẽ có cả kìm luôn, có cả kìm như này. 230.000 bên em bao ship đến tận nhà. Con này nó cũng chạy bằng pin và nó sẽ có kìm rồi dây đo các thứ đầy đủ luôn. Con này thì giá nó sẽ cao hơn một chút là 230.000. Đây về nhà các bác lắp pin vào cho em và nó có cả kìm kẹp dòng luôn. Thì các bác lên cho em là đồng hồ kìm nhá, đồng hồ kìm kẹp dòng. Giá sẽ là 230.000 cho con đồng hồ kìm kẹp dòng như này. Đấy, 230.000, con này là 230k nhá. Còn con này thì giá sẽ là 190.000. 90.000 cho một con đồng hồ vôn kế như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đồng hồ vôn kế nhá, đồng hồ vôn kế giá sẽ là 90k. Đó. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ vôn kế nhá. Đồng hồ vôn kế này. Đồng hồ vôn kế giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho con đồng hồ vôn kế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp này. Con này giá chỉ có bao nhiêu nhỉ? 40.000 cái vòng vàng điều hòa huyết áp này thôi. Giá sẽ là 40k nhá, 40k. Đấy, đây nó sẽ là một cái vòng vừa là trang sức giúp các bác điều hòa huyết áp luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái vỉ bàn chải của Nhật. Con này thì chuyên trị chống viêm nướu, viêm lợi, chảy máu chân răng. Giá thì sẽ là giá tri ân khách hàng 25k cho một vỉ, bao gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cái, tính ra vào hơn 4.000 cho một chiếc bàn chải. Mà hàng của Nhật mà chuyên trị chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Thế nên các bác nào mà chuyên đau lợi, viêm lợi thì dùng con này cho em. Giá là 25.000. Tiếp theo là một mã tri ân nữa, đó là nước hoa khách sạn này. Một lọ nước hoa như này giá chỉ có 30 cành thôi. Các bác về các bác để vào trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết. Nó sẽ có cho các bác cái bấc như này, những cái bấc như này. Các bác cắm vào cho em, cắm vào để nó dẫn hương thơm lên. Đó. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Con này thì bên Nhật nó chuyên để trong các nhà hàng khách sạn. Giá thì chỉ có 30 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 30.000 cho một lọ như này, 30.000 một lọ này. Các bác mua cho em là từ 3-5 lọ mình để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet luôn. Đèn cúc áo này, giá thanh lý cho các bác cực kỳ hạt rẻ luôn. Một con đèn cúc áo như này, giá thanh lý cho các bác chỉ có là 30.000 thôi. 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Hàng siêu sáng luôn, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đấy, vừa các bác có thể treo vào móc khóa này, treo vào móc khóa cho em. Đấy, rất sáng luôn, sáng trắng luôn. Vừa treo móc khóa, vừa có chức năng khui bia này, vừa có cáp sạc, vừa có nam châm hít này. Nói chung là đa di năng luôn. Con này thì bên em bán gọi là bán tri ân thôi chứ còn không có lãi lờ gì đâu nhá. Đèn cúc áo giá sẽ là 30.000. Tiếp theo nữa
đó là cái đèn 4 cánh như này. Đấy, một cái bóng đèn 4 cánh mini như này. Giá thì chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu nhỉ? 40.000 thôi, 40k nhá. Bóng đèn 4 cánh mini, giá sẽ là 40k. Hàng siêu sáng luôn, công suất của nó là 28W nhá. 28W mà cảm giác phải sáng như kiểu là 560W luôn. Cảm giác phải sáng như kiểu 560W luôn, rất sáng, 40.000. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái hũ tăm này. Đấy, hũ tăm rất đẹp luôn các bạn. Đấy, các bác lên cho em đó là hũ tăm bầu nhá, hũ tăm bầu. Đấy, nó sẽ là hình quả bầu quả bí như này. Đấy, hình quả bầu quả bí như này rất là đẹp luôn. Đó, hũ tăm bầu. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đồng và màu đồng và màu vàng như này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn. Đấy, màu đồng và màu vàng rất đẹp như này các bạn này. Đấy, lên cho em là hũ tam bầu nhá, hũ tam bầu. Đấy, màu đồng và màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, các bác chỉ cần nhấn như này là tam nó sẽ lên này. Nhấn này tam sẽ lên, rồi các bác lại thả ra là nó sẽ xuống. Đấy, các bác dập xuống nha. Lên cho em là hũ tam bầu nhá. Giá thì sẽ là các bác lên cho em đó là hũ tam bầu nhá, hũ tam bầu này. Đấy, hũ tam bầu giá thì chỉ có cho các bác là đi 120 canh thôi. 120.000 cho một hũ tam bầu như này. Đấy, nó sẽ có hai màu. Đấy, các bác lên cho em là tăm bầu vàng và tăm bầu đồng nhá. Tăm bầu vàng và tăm bầu đồng. Giá sẽ là 120.000 một chiếc. 120.000 một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là một cái con đồng hồ như này. Đây, một con đồng hồ rất là đẹp như này các bác. Đồng hồ mini, nhỏ gọn rất là đẹp luôn. Con này thì đường kính của nó thì vào khoảng là 20cm thôi, nhưng mà nó rất là đẹp các bạn, rất đẹp, rất nhỏ gọn. Đưa cho anh quả pin nào. Cái này bên em bán là không có pin đâu nhá, không có pin. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em. Đấy, con này khá đẹp, khá là xinh luôn các bác nhá. Màu sắc kiểu dáng cũng rất là xinh luôn. Và bên em bán thì không có pin đâu. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Đấy, tự lắp pin vào cho em nhá. Các bác lắp pin các thứ thì lắp pin đúng chiều cho em. Và đồng hồ này nó là đồng hồ trôi nhá. Đồng hồ trôi cho nên các bác dùng nó rất là sướng, không sợ ban đêm nó ra tiếng động các thứ. Các bác có thể treo ở phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách. Nói chung là rất là đẹp. Bằng nhựa thôi, bằng nhựa và nó là kính. Đấy, kính BK, kính BK như này. Rất đẹp các bạn, đẹp lắm. Đây, 20cm nhá, nhỏ 20cm thôi. Cũng lúc các bác lại bảo là sao lại bé thế nhá. Giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất ưu đãi quá nhá. Một cái con đồng hồ đẹp như này mà giá chỉ có 75k thôi, 75.000. Đó, các bác lên cho em là đồng hồ treo tường nhá. Đồng hồ treo tường. Đấy, đường kính của nó là 20cm, giá sẽ là 75k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ treo tường này. Đồng hồ treo tường, giá của nó sẽ là 75k. Đó, 75.000 cho một con đồng hồ treo tường như này. Đấy, và nó là thuộc dạng là đồng hồ kim trôi nhá. Đồng hồ kim trôi cho nên là các bác dùng nó rất là thích. Đấy, các bác theo. Đây, đồng hồ kim trôi như này, dùng rất là sướng luôn. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 75.000 thôi. Giá này bên em bán là không có kèm pin đâu nhá. Hàng thì hàng rẻ nhưng mà chất lượng thì cực kỳ tốt luôn và rất chắc chắn. Bên em đang bán một cái máy đồng hồ không như này đã là 40.000 rồi. Đấy, thế mà một con đồng hồ của hãng như này, một con đồng hồ của hãng cực kỳ chất lượng như này mà giá cũng chỉ có cho các bác là 75.000 thôi. Lên cho em là đồng hồ treo tường, giá sẽ là 75.000. Rồi, ok. Hello, chào các bác nha. Các bác xem kênh và yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái quạt năng lượng mặt trời nhá. Đấy, các bác lên cho em là quạt năng lượng mặt trời. Con này thì nó sẽ có pin tích và nó sẽ dùng là hai chức năng. Một là các bác dùng qua cái đốc sạc này cho em này, qua cái củ sạc này. Hai là các bác dùng qua cái tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, dùng qua cái tấm pin năng lượng mặt trời này thì rất là ok nhá. Thì em sẽ đo cả kích thước cả quạt cả pin cho các bác xem. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 900.000 nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng công ty. Cho nên là bên em bảo hành cho các bác trong vòng 1 năm, bảo hành cho các bác trong vòng 1 năm. Các bác yên tâm sử dụng nhá. Đấy, bên trong của nó là cái pin 18650 thì các bác có thể tích điện rất là tốt luôn. Đấy, con này thì em bảo hành cho các bác là 1 năm và bảo hành cho bác là thời gian mà mát liên tục nha, thời gian chạy liên tục nha. Khi mà các bác sạc đầy pin là từ 6 đến 8 tiếng, từ 6 đến 8 tiếng nha. Thì đầu tiên em sẽ đo kích thước của quạt này.
Lồng quạt sẽ là 36 nhá. Lồng quạt là 36 và chiều cao là gần 40. Đấy, và chiều rộng của cánh là 26. Chiều rộng của cánh là 26. Đó, rất mát luôn các bạn này. Đây, công tắc đây. Đấy, bật lên cho em này. Rất mát luôn nhá. Và con này nó sẽ là dòng có điều chỉnh chiết áp nhá. Rất là mát luôn. Đấy, rất mát luôn. Có điều chỉnh chiết áp này. Và cánh của nó sẽ là dòng cánh thép nhá. Dòng cánh thép thì khi các bác dùng nó rất là bền bỉ đấy. Các bác xem em tắt rồi mà cái độ trớn của nó như này thì các bác yên tâm. Dòng của nó là cánh thép như này. Đấy, công tắc này. Ở đây thì sẽ có chân cho các bác là cắm chân sạc này của USB này, hoặc là các bác có thể cắm sạc trực tiếp này. Đấy, đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời này, tấm pin năng lượng mặt trời đây. Cái tấm pin này của nó thì chiều dài của nó sẽ là 40 nhá. Chiều dài là 40 và chiều ngang là 35. Đấy, chiều dài 40, chiều ngang 35. Đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời. Có bo nhôm như này các bác này. Đấy. Thì các bác cứ cắm trực tiếp vào trong cái phần lỗ pin này cho em này, cắm trực tiếp vào phần lỗ pin này mình sử dụng thôi. Đây, cắm ở đây cho em. Đó, bật lên này. Rất tít luôn các bác nhá. Rất là mát luôn. Đó. Đây, rất mát luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một cái con sạc này nhá, một con sạc này. Đấy, nếu mà khi các bác nhận được hàng nhá, khi các bác nhận được hàng ấy mà ví dụ như con pin năng lượng mặt trời này mà nó hết pin mà các bác muốn test quạt thì các bác cứ cắm trực tiếp con này vào cho em, cắm điện 220 thì các bác sạc cho em nhá. Sạc đầy thì con này các bác sẽ sử dụng cho em trong vòng là từ 6 đến 8 tiếng bảo hành cho bác luôn. Đấy, lưới của nó rất là dày này, lưới dày chắc chắn và đai của nó là hàng đai cao cấp, đai xịn của trên thị trường hiện nay nhá. Đấy, và có thể tùy chỉnh như này. Đấy, có thể tùy chỉnh như này các bác này. Đấy, có thể tùy chỉnh như này thì rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 900.000 các bác nhá, 900.000. Lên mã giúp cho em đó là quạt năng lượng mặt trời. Quạt năng lượng mặt trời giá sẽ là 900k đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt năng lượng mặt trời nhá. Quạt năng lượng mặt trời này. Đây. Quạt năng lượng mặt trời. Quạt năng lượng nhá. Đấy, quạt năng lượng. Giá của nó sẽ là 900k nhá. 900k cho con quạt năng lượng mặt trời như này. Quạt năng lượng giá sẽ là 900.000. Đó. Quạt năng lượng tấm pin nhá. Quạt năng lượng tấm pin. Đấy. Tấm pin. Quạt năng lượng có tấm pin đi kèm, giá sẽ là 900k nhá. Đấy, 900k. Quạt năng lượng có tấm pin đi kèm, 900.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm rất hay, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là bên shop về một cái mã rất hay các bạn. Đấy, là cái mã này thì các bác lên mã giúp cho em đó là chuông cam nhá. Đấy, chuông cam thì nó có tắt bật ở đây các bạn này, có tắt bật ở đây. Đấy. Các bác không dùng nữa thì các bác tắt đi cho em. Đấy, các bác dùng thì các bác bật lên. Lên mã giúp cho em là chuông cam. Cái này thì các bác cứ treo vào móc chìa khóa cho em nhá, treo vào móc chìa khóa cho em. Đấy. Thì khi mà các bác sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần là huýt sáo này. Đấy, huýt sáo này là nó sẽ kêu. Đấy, huýt sáo này là nó sẽ kêu các bác nhá. Đấy, khi huýt sáo nó kêu thì là cái chìa khóa mà các bác để ở đâu thì nó kêu là nó sẽ có tiếng chuông lên và có đèn báo như này là mình sẽ biết các bác này. Đó, các bác thấy không? Rất nhạy luôn nhá. Đó, thì các bác lên cho em là chuông cam nhá. Giá thì sẽ là 25.000 trong cái chuông cam như này. Đấy, lên cho em là chuông cam này. Chuông cam, giá của nó sẽ là 25k một chiếc nhá. 25.000 trong cái chuông cam. Đó, thì con này nó có sẵn pin ở trong rồi. Các bác về các bác chỉ cần bật nguồn lên cho em. Đấy, huýt sáo là nó sẽ kêu thôi. Đấy, bật nguồn lên. Đó, bật nguồn lên huýt sáo là nó sẽ kêu đấy. Các bác bật nguồn lên cho em. Đấy, bật nguồn xong bấm cái nút này một lần cho đèn nó nháy nhá. Thì các bác huýt sáo là nó sẽ kêu. Đấy, thì cái này nó sẽ là cái công tắc để các bác nhấp lần đầu tiên. Đó. Đấy, rất là nhạy luôn các bác nhá. Đó. Đó. Tắt đi này, bật lên này. Đó. Lên thì em là chuông cam giá sẽ là 25.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác đó là cái chuông tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu thôi nhá, hộp lưỡi câu. Đấy, một hộp này của nó thì hàng của Nhật này. Một hộp này của nó sẽ là thép trắng không gỉ và một hộp này là hình như là 100 lưỡi các bạn, hình như là 100 lưỡi. Đấy, một hộp này nó vào khoảng là 100 lưỡi gì đấy các bác nhá. Đấy, rất nhiều luôn. 100 lưỡi và kích thước của nó thì nó sẽ là từ lưỡi 3 đến 12. Đấy, từ số 3 đến 12 nhá. Đấy, hộp 100 lưỡi từ số 3 đến số 12. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15k thôi. 15k cho một hộp 100 lưỡi như này. Đấy, 15k cho một hộp 100 lưỡi như này, giá siêu rẻ cho các bác luôn. Đấy, không đi đâu mà các bác mua được 15.000 cho một hộp 100 lưỡi câu như này đâu. Đấy. Hộp này không biết là nói chung là em cũng không đếm đâu, thì nó vào khoảng là từ 60 đến 100 lưỡi nôm na là như thế nhá. Không nhiều bác về các bác đếm kỹ quá thì nó khó ra.
Lên mã giúp cho em là hộp lưỡi câu giá sẽ là 15.000 thôi. 15.000. Đấy, nó sẽ là từ 60 đến 100 lưỡi nhá, từ 60 đến 100. Đấy, chứ em không có đếm chính xác. Nhiều lúc về các bác thắc mắc nó ngại lắm tại vì cái giá nó quá rẻ rồi. 15.000 cho một hộp lưỡi câu như này. Đấy, 15.000 các bác nhá. Lên cho em là lưỡi câu. Lưỡi câu giá sẽ là 15k. Đó, lưỡi câu giá sẽ là 15.000 các bác nhá. 15.000 cho hộp từ 60 đến 100 lưỡi. Số kích thước của nó thì sẽ là từ 3 đến 12 luôn. Đấy, từ 3 đến 12 các bác, dân chuyên câu là các bác biết rồi. Tiếp theo thì em về cho bác sản phẩm đó là cái cần câu nhá. Cần câu đây, ở đây thì nó ghi là 2m7 này. Cần câu 2m7. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Xoáy cái này ra cho em này. Đấy. Dài là 2m7, khá là dài luôn. Nói chung là con cần thì rất là gọn. Khi mà các bác sập vào thì nó vào khoảng là đi 60 phân này các bác này. Đấy, con này dùng rất là thích luôn các bác thấy không? Đấy. Cần siêu mềm luôn nhá. Cần siêu mềm luôn, dùng rất là đã. Đó. Và nhấm vào thì nó vào khoảng là đi 60 phân, 60 sen các bác nhá. Đó. Đây. Đấy, con này dùng rất là đã luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000 cho một cần câu Nhật bằng sợi carbon nhá. Đấy, nó sẽ là hàng bằng sợi carbon. Cho nên là dùng rất là đã luôn các bạn, hàng bằng sợi carbon luôn. Các bác dùng thì chấm hết luôn các bạn, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là cần câu Nhật nhá. Cần câu Nhật giá sẽ là 120k. Đấy, cần câu Nhật 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đồng hồ led nhá, đồng hồ led đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một cái đế chân như này này. Và một con đồng hồ rất là to luôn. Con này thì to dài thoải mái cho bác sử dụng. Kích thước của nó thì nó sẽ là chiều dài là 22, chiều cao là 8 và cả chân ấy thì vào khoảng là 10 cm. Đấy. Và nó sẽ có sẵn cho các bác là cái cáp cắm này luôn. Sẽ có sẵn cái cáp cắm như này các bác này. Đấy, cáp cắm như này. Thì các bác chỉ cần là cắm vào cái chân này cho em này. Đấy, cắm vào cái chân này cho em. Sau đó thì mình cắm vào cái cổng USB nhà mình. Đấy, các bác cắm vào cái cổng USB nhà mình nhá. Đây là cái chân của nó này. Đấy, cái chân của nó đây. Về nhà các bác là cắm vào cái ổ USB nhà mình cho em là xong. Đó, đây. Các bác cắm vào cái ổ USB nhà mình ý nhá. Đấy, nó sẽ lên đèn con này. Đấy, đây. Rất là rõ luôn các nhá. Rất là rõ luôn. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là cập nhật cho các bác là nhiệt độ này. Đấy, nhiệt độ, độ ẩm rồi thời gian. Đấy, và nó sẽ có cho các bác các cái nút điều khiển ở đây nhá. Có nút điều khiển ở đây cho các bác sử dụng luôn. Đó. Set up cài đặt cho các bác đầy đủ luôn nhá. Đấy. Ngày giờ, nhiệt độ, độ ẩm các thứ đầy đủ cho các bác luôn, nhìn rất là rõ luôn nhá. Đây, đấy. Giá thì bên shop đang đây, nhiệt độ của nó đang là 31 độ C này. Đấy, độ ẩm này. Đấy, ngày giờ, nhiệt độ, độ ẩm đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ led to nhá, đồng hồ led to, loại này loại to luôn. Đồng hồ led to giá sẽ là 110.000 cho con đồng hồ led to như này. Con này thì dùng thì cực kỳ là tiện ích luôn. Ngoài các bác dùng bình thường thì các bác có thể dùng làm đèn ngủ này. Đấy, dùng làm đèn ngủ rồi báo thức các thứ đầy đủ luôn, cập nhật nhiệt độ, độ ẩm. Đồng hồ led to 110k nhá, 110.000 cho con đồng hồ led to như này. Tiếp theo thì lên cho bác sản phẩm đó là cái khay đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là khay cà phê 25.000 cho một chiếc này nhá. 25.000 cho một chiếc khay cà phê này. Hàng rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, hàng rất đẹp và giá rất hợp lý các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ khoan mini nhá. Đấy. Bộ máy khoan mini chạy bằng pin. Đấy, sẽ bao gồm một máy khoan như này. Đấy, một máy khoan. Đấy, một máy khoan như này. Có đảo chiều nhá và có thể là xoay từ hình khẩu súng sang cái hình thẳng như này được. Tiện không? Đấy, rất tiện luôn nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 đầu vít này. 30 đầu vít ngắn này. Đấy, 30 đầu vít ngắn này. Kèm thêm cho các bác là rất là nhiều chi tiết khác đi kèm nữa. Đấy. Rất là nhiều các cái chi tiết khác đi kèm. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đây. Đấy. Đầu khẩu, đầu vít này, tay nối dài này, đầu mũi khoan này. Đấy. Rất nhiều chi tiết luôn nhá. Giá thì cực kỳ hấp dẫn cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini nhá. Đấy, khoan mini. Giá sẽ là 180.000 cái hộp khoan mini này, tiện ích luôn. 180k lên cho em là khoan mini. Khoan mini giá sẽ là 180k nhá. Khoan mini giá sẽ là 180k. Rồi ok. Hello chào các bác. Các bác xem kênh yêu quý em thì cho em xin một nút like nhá. Một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hãy xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Các bác đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhé để cập nhật các cái video bên em đăng tải lên. Đấy, mã sản phẩm đầu tiên bên em thanh lý cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop còn hai cái gối massage. Đấy, gối massage hàng 8B nhá. Con này thì dùng bình thường,
Đấy, đơn giản là nó mất vỏ hộp thôi. Nó mất vỏ hộp thì bên em sẽ xả thanh lý cho các bác cái giá đó là 100.000 nhá. 100.000 cho một con gối massage như này. Đấy, nó chỉ mất vỏ hộp được các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là gối massage nhá. Đấy, gối massage giá nó sẽ là 100k. Còn bác nào lấy cái loại mà có cả vỏ hộp ngon lành thì nó sẽ là 170.000 nhá. 170.000 cho một con gối massage như này. Dòng gối massage 8B giá thanh lý nhá. Tiếp theo thì bên em có cái đó là cái dây cái này để các bác dán vào để các bác dẫn dây điện cho nó thẳng vào hàng và lối này. Đấy. Cái này các bác lên cho em là nẹp dây điện nhá, nẹp dây điện. Thì em có hai túi thôi. Mỗi túi này bán thanh lý cho các bác với giá đó là 20.000 cho một túi như này. Một túi này nó vào khoảng là vài chục cái nhá. Nó sẽ có cái miếng dán này, các bác bóc cái miếng dán này ra này. Đấy, bóc cái miếng dán này ra, sau đó thì các bác dán lên tường, dán lên tủ tiếp các thứ đấy. Sau đó các bác nhét cái dây điện vào đây cho em, nhét cái dây điện vào đây cho em nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là nẹp dây điện nhá. Đấy, em còn có hai túi thôi. Giá bán thanh lý cho bác với giá đó là 20k cho một túi nẹp dây điện như này nhá. Nẹp dây điện 20.000 một túi. Tiếp theo thì bên shop thanh lý cho các bác cái mã quạt phun xương này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng quạt phun xương như này. Đấy, con này bên em đang bán là 380.000. Đấy, riêng con này thì nó lỗi một chút là cái đấy, nó lỗi một chút là cái đấy. Hai quạt chạy bình thường nhá. Đấy. Nó chỉ lỗi một chút là cái đèn của nó nhiều lúc nó có một con đèn led ở đây thì nhiều lúc nó lên nó không tắt nhá. Đấy, chứ còn là tất cả các chức năng hoạt động bình thường. Giá thì bên em thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là quạt phun xương. Đây, xương đang phun ra đây. Con này thanh lý cho bác với giá đó là 230.000 nhá. 230.000, yêu cầu các bác là chuyển khoản hết bên em mới gửi hàng các bác nhá. 230.000. Đó. Tiếp tục một số cái mã hàng mới bên em nhá. Đầu tiên thì sẽ về cho các bác sản phẩm đó là cái cần câu nhá. Cành này thì nó sẽ là 2m7 các bác. Cành câu 2m7. Con này thì hàng cực kỳ chất cho các bác luôn. Cành câu 2m7 các bác nhá. Đấy, có bao đựng đàng hoàng. Đây, 2m7 này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là cành câu nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 120.000 cho con cành câu như này thôi. Giá 120.000 này, xoáy ra cho em này. Đấy. Đây, đấy đầu cành của nó đây. Rất ngon luôn các bác nhá. Chiều dài của nó sẽ là 2m7 các bác nhá. Đấy. Chiều dài của nó là 2m7 các bác này. Đấy, 2m7. Đây, con cành câu như này. Con này thì test cái độ mềm của nó thì rất tốt luôn các bác này. Đấy, test độ mềm của nó rất là tốt luôn. Đó. Rất là ngon nhá. Nhỏ nhẹ các bác dùng để câu các loại cá cơ bản thì rất là ok luôn nhá. Các loại cá cơ bản cho em rất là ok. Đó. Một con cần câu như này giá của nó sẽ là 120.000 nhá. Đấy, các bác lên cho em là cành câu Nhật nhá, cành câu Nhật. Giá sẽ là 120k cho một con cành câu như này, 120.000. Hàng thì siêu chất lượng cho các bác luôn. Hàng chất lượng nhá. Giá thì rất hợp lý rồi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. 120.000 cho con cần câu như này thôi. Đó. Cái chiều dài cố định của nó thì nó sẽ là vào khoảng là đi 60 cm nhá. Chiều dài cố định của nó thì vào khoảng 60 cm rồi các bạn. Đấy, con này thì nói chung là dùng thì rất là sướng luôn. Đấy, rất sướng luôn. Đây. Đấy, nhỏ gọn tiện ích. Chất liệu của nó thì nó sẽ là từ sợi carbon nhá, làm từ sợi carbon cho nên là rất là bền đẹp chắc chắn luôn. Lên mã giúp cho em nó là cần câu nhá. Giá sẽ là 120.000 cho một con cần câu như này thôi. 120.000 cho con cần câu Nhật như này. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, bên em cũng về được có mấy chiếc thôi. Mấy chiếc thôi các bác nhá. Đấy, rất nhỏ gọn luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái một cái mẫu sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là chuông báo trộm nhá. Chuông báo trộm giá thì chỉ có cho các bác là 30k cho một cái bộ chuông báo trộm này thôi. 30.000 cho một bộ nhá. Nếu mà bác nào mà mua 5 bộ thì bên em sẽ tặng một. Đấy, 30.000 một bộ, mua 5 bộ tặng một này. Cái này thì nó sẽ sử dụng cái pin con thỏ nhỏ như này và bên em bán thì không kèm pin nhá. Về nhà bỏ cái đèn này vào cái chỗ của nó này, xong là lúc nào soạn thì nhặt trước đi. Không có vỏ không được. Một cái thôi. Ừ. Đây, các bác lắp cho em cái pin con thỏ nhỏ này vào này. Đấy, đây. Đấy. Đấy, thì ở đây nó sẽ là có công tác đây. Các bác bật cho em có nút on, nút off nhá. On, off đây, các bác bật lên cho em này. Đấy. Và khi mà các bác sử dụng thì các bác chỉ cần là bóc ra sau dán vào, xong đó là khớp hai cái mũi tên này vào cho em này. Đấy, khớp hai cái mũi tên này vào như này. Đấy, thì các bác để cho em ở hai cái cánh cửa này. Cánh cửa, cánh cổng này có cái sự liên kết như này. Đấy, bỏ ra là nó sẽ hú này. Đấy, các bác thấy không? Còi của nó kêu rất là to luôn. Còi kêu rất là to luôn. Thì các bác cứ sử dụng ban đêm cho em. Ban ngày các bác tắt đi. Đấy, ban ngày khi mở cửa ra các bác tắt đi. Ban đêm khi khóa cổng, khóa cửa vào thì các bác lại bật lên cho em. Đó. Và để vào như này. Đấy, khi đóng cửa vào là nó sẽ kết nối như này. Mở ra nó sẽ kêu. Đó, các bác thấy không? Kêu rất là to luôn. Thì con này rất là tiện ích nhá. 30.000 một chiếc và mua 5 tặng 1. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc nhá. Mua 5 tặng 1 các bác nhá. Đấy, có cái nút on ở đây. Đây các bác này. Đấy.
khi mà các bác đóng cửa vào nó sẽ như này, mở cửa ra nó sẽ kêu. Đấy, rất tiện ích luôn. Đó. Đấy, các bác thấy không? Rất nhạy nhá, rất nhạy luôn và kêu rất là to luôn. Nhạy lắm các bác. Vừa nhạy vừa kêu to luôn thì nói chung là con này dùng thì siêu tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 một chiếc thôi, giá siêu rẻ luôn. Đấy, các bác mua 5 thì bên em sẽ tặng 1. Đấy, nhà các bác nào nhiều cửa, nhiều cổng thì các bác lắp vào cho em. Đấy. Các bác lắp vào cánh cổng, cánh cửa, cánh tủ đều được hết nhá. Giá của nó sẽ là 30k. Đây em sẽ cho các bác xem một cái video thực tế nữa. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái con mũ ếch này, mũ ếch. Chất lượng của nó thì nó sẽ là chất liệu là bằng vải dù nhá, bằng vải dù như này. Đấy, nó sẽ là vải dù dạng vải kaki quân đội rất là đẹp luôn. Đường kim mũi chỉ này, rất sắc nét luôn. Đó, rất là đẹp như này. Lên mã giúp cho em đó là mũ ếch nhá, mũ ếch. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là giá sẽ là 80.000 cho con mũ ếch như này nhá. Giá của nó sẽ là 80k. Hàng thì cực kỳ là đẹp cho các bác luôn, rất đẹp các bác. Đây, đấy, rất đẹp như này các bác này. Rất đẹp, chất liệu của nó này, đường kim mũi chỉ này, khuy đồng nhá, rất đẹp cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 80k cho con mũ ếch như này nhá. Lên cho em là mũ ếch giá 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi đồ nghề mini nhá. Chiều dài của nó thì vào khoảng 40cm. Đấy, chiều dài khoảng 40cm cũng khá là dài luôn. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 18-20cm, chiều rộng thì vào khoảng là 15cm. Đây, rất to rộng luôn. Có quai sách quai đeo như này thì các bác có thể dùng để mình đựng các cái đồ nghề như là dao búa kìm kéo này, hoặc là mang đi du lịch này. Đấy, mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, đi chơi. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn nhá, có cả ngăn phụ bên ngoài nhá, có ngăn phụ bên ngoài cho các bác luôn. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn. Khóa thì nó sẽ là tay nắm bằng đồng như này, rất đẹp cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là túi đồ nghề mini, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho một con túi đồ nghề mini nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đó, túi đồ nghề mini 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dòng túi này. Đấy, đây. Nó sẽ là một cái dòng túi như này các bác này. Đấy, một cái dòng túi như này. Thì con này khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Túi rất là đẹp và tiện ích cho các bác luôn nhá. Đấy. Ở đây thì cái chiều cao của nó thì được vào khoảng là gần 30. Đấy. Chiều cao thì gần 30. Chiều rộng của nó thì cũng phải vào khoảng 15 và rất là nhiều ngăn luôn. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái con túi đa chức năng luôn nhá. Đa chức năng rất là rộng luôn. Đây các bác này. Đấy. Rất là rộng luôn và rất là nhiều ngăn luôn nhá. Đấy, rất nhiều ngăn như này. Đấy, đây các bác nhá. Đó. Rất nhiều ngăn luôn các bác này. Rất nhiều ngăn luôn. 1 ngăn này, 2 ngăn này, 3 ngăn này, 4 ngăn này, 5 ngăn nhá. Đấy, 5 ngăn cho các bác luôn. 5 ngăn thoải mái sử dụng này. 1 ngăn này, 2 ngăn này, 3 ngăn này, 4 ngăn này, 5 ngăn nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là 5 ngăn, 6 ngăn này. Đấy, 7 ngăn nhá. Lên cho em là túi 7 ngăn nhá. Đấy, túi 7 ngăn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một con túi 7 ngăn như này thôi. 100k nhá. Lên mã giúp cho em là túi 7 ngăn. Hàng của Nhật nhá. Quân đội Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là túi 7 ngăn nhá. Túi 7 ngăn này. Túi 7 ngăn, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con túi 7 ngăn như này. Giá sẽ là 100.000. Đây. Hàng cực đẹp cho bác luôn. Chất liệu của nó thì nó là sẽ là vải xanh quân đội này. 1 ngăn này, 2 ngăn này, đấy, 3 ngăn này, 4 ngăn này, 5 ngăn và 2 ngăn bên hông nữa là 7 ngăn. To dài đẹp cho các bác luôn. Đấy. Cái chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là 35. Đấy, chiều cao thì vào khoảng là gần 30. Đấy, và chiều rộng thì vào khoảng là 15. Nói chung là to lắm. Con này thì đựng được khá nhiều đồ luôn. Mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, đi chơi đều ok hết nhá. Bên trong có lớp lót mềm như này, các bác có thể để iPad các thứ đều ok. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm nữa là cái đồng hồ vôn kế, giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho em đồng hồ vôn kế như này. Đây. Đấy, nó sẽ là một con đồng hồ vôn kế như này, giá sẽ là 90k. Có cả lẫy liếc cho các bác đàng hoàng nhá, có cả đầu thử điện nhá. Đấy, nó sẽ đo ôm, đo vôn kế, đo AC, đo các kiểu con là điều luôn. Lên cho em là đồng hồ vôn kế, giá sẽ là 90.000 một con đồng hồ như này thôi. 90k. Đấy, các bác nào làm thợ làm nghề hoặc là mua về để mình sửa chữa lặt vặt dùng con này cũng rất là ok luôn. Đồng hồ vôn kế giá sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mã bật lửa Zippo, nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc này. Đấy. Bật lửa Zippo Mỹ. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Đây, đấy, Liverpool này, USA này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Màu vàng, màu bạc như này giá thì chỉ có 90k cho một con bật lửa như này thôi. 90.000 các bác nhá. Đây, hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện chưa qua sử dụng các bác này. Đấy. Rất đẹp cho các bác luôn. Các bác thấy không? Đó. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Đây. Đấy, về nhà thì các bác châm dầu vào cho em. Châm dầu vào cho em nhá. USA, hàng của Mỹ như này nhá. Hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo Mỹ nhá. Zippo Mỹ. Đây. Đấy. Hàng made in USA này. Made in USA nhá. Đó, made in USA. Đấy, các bác thấy không? Rồi. Zippo,
giá sẽ là 90.000 cho một con bật lửa Zippo này thôi. Giá thanh lý cho bác, giá cực kỳ tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bật lửa Zippo, giá sẽ là 90.000 nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo này, đó. Bật lửa Zippo. Zippo Mỹ, giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 một con. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay các bác lên cho em là khay cà phê, một con khay cà phê như này. Đấy. Thì nó cũng có rất là nhiều các cái hình thù rồi kiểu dáng khác nhau. Đấy, rất là đẹp luôn. À, kiểu dáng thì nó chỉ có một kiểu dáng thôi. Chiều dài của nó thì vào khoảng 25 cm, chiều ngang thì vào khoảng 15 cm. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là khay cà phê, giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho một con khay cà phê như này. 25.000 cho một con khay cà phê như này các bác này. Đấy, 25.000 một khay. Rất đẹp cho các bác luôn. Lên cho em là khay cà phê, giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ghế hơi. Đấy, khi bơm lên thì nó sẽ như này. Đấy, thì bên em bán nguyên ghế không sẽ là 350.000 và bao ship nhá. 350.000 và bao ship. Nếu các bác muốn mua thêm cả cái vòi bơm nữa, cái ống bơm nữa thì sẽ là 50.000 cho một cái 80.000 cho một cái ống bơm. Đấy, còn nguyên kia mua cái máy bơm là 80.000, còn nguyên ghế này là 50.000 nhá, 350.000 nguyên ghế nhá. Khi bơm lên thì nó sẽ như này. Và đây là cái kích thước của nó đây. Đấy. Đây. Kích thước của nó đây các bác này. Chiều cao của nó là 86 phân, chiều dài của nó là 1m22 nhá. Đấy, chiều ngang của nó là 98 các bác này. Đấy, còn đây là con nhỏ đây, con nhỏ này của nó thì sẽ là 55 và cao 26. Chung là các bác nằm ngồi thoải mái luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Đấy, bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Đấy, hàng thì rất chất lượng cho bác luôn. Đấy, đủ màu sắc nhá. Đủ màu sắc, đủ kích thước khác. À, đủ màu sắc, đủ các cái kiểu cho các bác luôn. Đó. Đủ màu các bác nhá. Đấy. Thì con bàn chải này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho 4 cái nhá. 20.000 cho 4 cái. 4 cái là bằng 20.000 nhá. Đấy, còn 10 cái là sẽ bằng 40.000. 10 cái là bằng 40.000. Đó, và 30 cái thì là sẽ là 100.000 nhá. 30 cái một hộp này 100.000. 100.000 cho một hộp này luôn. Đó. 100.000 cho một hộp 30 cái này luôn nhá. 100.000 một hộp 30 cái. 10.000 là 40 cái. Đấy, 10 cái 40.000 và 4 cái là 20.000 các bác nhá. Đó. Giá cực rẻ luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này. Các siêu thị nó đang bán 36.000 Việt Nam đồng đây. Đấy, Korea, Hàn Quốc. Đấy, rất mềm mại luôn nhá. Than tre hoạt tính lông tơ mềm mại, dùng cực kỳ thích luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình đựng chè 2 lít nhá. Bình chè 2 lít như này. Đấy. Bình chè 2 lít. À, bình chè 2 lạng nhá. Đấy, bình đựng chè 2 lạng như này. Thì cái con 2 lạng này thì giá của nó sẽ là 2 lạng này sẽ là 90.000 này. 90.000. Và bên shop có con 4 lạng nữa. 4 lạng thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000. Đấy, đây. Nó sẽ có cho các bác là hai màu này, màu vàng gold và màu đỏ, lấy cho anh cái 4 lạng. Đấy, màu vàng gold và màu đỏ như này nhá. Đó. Có cả màu trắng inox luôn. Đấy, có cả màu trắng inox luôn các bác nhá. Đây. Màu này sẽ là màu trắng inox này. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, inox 304 không gì nhá. Đó. Cái bé này thì là bình 2 lạng 100 à bé này là 90.000 này, 2 lạng 90.000 có hai màu này. Đấy, ba màu này. Đấy, còn cái con này thì cũng có ba màu như này nhá, cũng có ba màu như này, 4 lạng. Giá sẽ là 130.000. 130.000 cho con 4 lạng như này. Đấy. Giá cực kỳ tốt luôn. Ngoài các bác đựng chè này, các bác có thể đựng cà phê này, các loại hạt này, ngũ cốc nghiêng rất là ok, sạch sẽ này. Đấy, đựng thích lắm các bạn. Đấy. Giòn nó chặt lắm, đựng cà phê này, lạc này, ngũ cốc này, các loại hạt ok luôn. Đó, rất hợp lý nhá. Có màu vàng gold này, màu đỏ đô này và màu inox nhá, cũng ba màu luôn. Giá sẽ là 130.000 cho con 2 lạng như này. Đó, 130.000. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái lọc rác này. Đây, cái lọc rác này thì các bác đặt vào trong chậu rửa nhà mình thôi. Đặt vào chậu rửa nhà mình, sau đó thì khi mà rác rửa các thứ nó cặn ấy nó sẽ chảy xuống. Cái lọc truyền thống thì nó khá là mít và nó bị rát cơm, còn cái này lỗ nó nhỏ, nó không rát nhưng nó lại nhiều lỗ. Nước chảy nhanh và sạch sẽ. Giá thì chỉ có 15.000 thôi. Lên thêm là lọc rác inox 15.000 nhá. Tiếp theo thì sẽ là găng tay thức ăn nhá. Găng tay thức ăn thì sẽ là 20.000 cho một hộp như này. 20.000 hộp này, hộp này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc. Đấy, từ 80 đến 100 chiếc. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nó sẽ là thuộc dạng là ni lông lụa nhá, ni lông lụa mềm. Nên là các bác dùng nó rất là thích này. Đấy. Khi mà các bác đeo vào thì thứ nhất là nó ôm tay này. Đấy. Thứ nhất là ôm tay, thứ hai là
khi mà các bác sử dụng ấy thì nó khá là tiện ích luôn. Đây các bạn, đấy, ôm tay, đấy, nó chống rách rất là tốt luôn, chống rách rất tốt luôn. Các bác có thể dùng để bóp thực phẩm, bóp thức ăn này, rồi vệ sinh các kiểu luôn. Đó, giá thì sẽ là 20.000 cho một 20.000 cho một hộp như này, lên cho em là găng tay thức ăn nhá, 20k cho một hộp này thôi, 20.000 cho hộp găng tay thức ăn như này, giá cực kỳ rẻ luôn, 80-100 chiếc nhá. Tiếp theo thì sẽ là ô nhặt tự động nhá, ô nhặt tự động như này, một chiếc ô như này thì giá sẽ là 80.000. Đấy, bên shop về thì nó sẽ có đủ các màu như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên nhá. Đấy, các màu như này đây, đấy coi chưa, đó. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng 1m nhá, đấy, nan của nó là nan kép rất là dày luôn, đấy, thả lên bật xuống đều tự động này hết. Giá thì chỉ có 80k thôi. Các bác có thể để trên ô tô này, đấy, để cốp xe rồi, nói chung là để đâu cũng được. Đấy, nó nhỏ gọn tinh tế, nó rất là phù hợp để các bác có thể sử dụng và rất là tiện ích luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác xem kênh thì yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, các bác có thể cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Đấy, bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để đón nhận các cái video của bên em đăng tải lên, và cũng như là cập nhật các cái mã hàng cũng như là mã giảm giá bên em. Đó, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy, các bác yêu quý em thì nhớ cho em xin một nút like nhá, một nút like và đăng ký kênh và chia sẻ kênh lên các cái nền tảng để nhiều người biết tới kênh hơn. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đài FM nhá. Đấy, đài FM thì các bác có thể dò tần sóng ở đây các bác này. Đấy, thì các bác có thể dò các cái tần sóng ở đây, nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, rất là nhiều đài nhá. Đấy, băng tần của nó rộng, FM này rồi SQUAD này rồi AM đầy đủ cho các bác luôn. Các bác có thể dò đây. Đấy các bác nghe. Đấy, tiếng của nó rất là rõ luôn. Cho bản thân, con ngữ luận văn học ở phần làm văn chiếm gần một số điểm. Vì vậy, cô lưu ý thí sinh tuần sau 4 ngày thần hoàn thành. Theo cô để làm tốt phần này. Ở đây thì cái này nó sẽ là chỉnh dung lượng các nhá. Ở đây là chỉnh dung lượng này. À, chỉnh volume này, vừa là công tắc này, công tắc tắt đi bật lên, vừa chỉnh volume luôn. Đấy, còn ở đây thì nó sẽ là các bác dò tần sóng này. Và con này ngoài chức năng là đài FM thì các bác có thể nghe MP3, nghe loa Bluetooth cũng rất là hay luôn nhá. Đấy, thì cái chức năng Bluetooth này em giới thiệu thêm thôi. Còn em bán thì chủ yếu đài FM và đồng hồ đây, nó sẽ có sẵn đồng hồ, các bác tháo cái nút gạt này ra để mình sử dụng cho cái đồng hồ này. Đây, đồng hồ đang chạy các bác này. Đó. Đây, có đồng hồ, có điều chỉnh đồng hồ đây các bạn này. Đấy, có điều chỉnh đồng hồ đằng sau luôn. Đấy, giá sẽ là 260.000 cho con đài FM như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ vít V46 nhá, V46. Bộ này thì nó sẽ là một cái bộ vít và trên 40 chi tiết các bạn. Đấy, bộ này sẽ là trên 40 chi tiết. Đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Giá thì sẽ là 100 các bác lên xem là bộ V46 này. Các bác lên cho em là bộ V46 nhá, 130.000 cho một bộ này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là một tay công và một tay vít, rồi tay xoáy ngang, tay nối dài, rất là nhiều tay luôn. Đấy, các cái loại tay như này để các bác về các bác sử dụng này. Đấy, con này thì có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn nhá, có xoáy nhanh, có đảo chiều các kiểu con đại điểu luôn. Đó, xoáy nhanh, đảo chiều các kiểu con đại điểu luôn. Đấy, tay vít này, đấy, tay vít này, đấy, tay vít rất là ngon luôn nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là tay ngoắt nghéo này, đấy, rồi tay công này, và nó sẽ có cho các bác là trên 20 đầu vít như này. To nhỏ lớn bé lục giác ba khe đầy đủ luôn. 130.000 nhá. 130.000 cái bộ vít này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, lên cho em là V46 nhá. V46 130k. 130k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan đa năng đen này. 1 2 3 4 5. 5 mũi khoan đa năng đen như này. Đấy, mũi của nó là mũi khế, các bác có thể dùng được tất cả các loại vít luôn. Đấy, tất cả các bề mặt gỗ, sắt, thép, các thứ đều được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi, 100.000 các bác nhá. Giá thanh lý cho bác, giá cực tốt luôn. 100k cho một cái bộ 5 mũi khoan đa năng đen như này, tính ra vào chỉ có 20.000 một mũi thôi nhá. 20.000 một mũi thôi, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là các bác lên mã giúp cho em đó là cái kìm cộng lực nhá. Đây các bác đẩy đi này cho em này, đẩy này cho em. Đó. Lên mã giúp cho em đó là kéo cắt tôn cộng lực nhá. Giá sẽ là 160.000 cho một con kéo cắt tôn cộng lực như này. Hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, nó nghiêng 45 độ các bạn. Đấy, con này thì nó sẽ là nghiêng 45 độ thì các bác dùng nó rất là tiện luôn. Nghiêng 45 độ thì con này lên cho em là kéo cắt tôn cộng lực nhá. Giá sẽ là 160.000 cho con kéo cắt tôn cộng lực như này. Tiếp theo thì
bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ chuyên chén ngọc xanh như này nhá. Bộ chuyên chén ngọc xanh như này. Đấy, một bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 6 chén và một chuyên như này nhá, 6 chén và một chuyên. Đấy, 6 chén và một chuyên như này. Chuyên này của nó thì nó sẽ là chuyên dạng chuyên thấp vừa phải này thôi, trong lòng bàn tay này thôi. Các bác có thể dùng để mua để cho biếu tặng làm quà hoặc là các bác dùng để mình hãm trà, pha trà uống rất là ok luôn. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 6 chén ngọc như này, 6 chén ngọc và một chuyên nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 80.000 thôi các bác nhá. 80.000 cho mấy cái bộ 6 chén ngọc kèm chuyên như này nhá. Giá chỉ có 80k, giá thanh lý cực kỳ tốt cho các bác luôn, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá dắt dao nhá, giá dắt dao. Con này thì cái này là các bác lên cho em là giá dắt con này thì các bác lên cho em là giá dao dao đũa nhá. Đấy, lên cho em là kệ dao đũa nhá. Kệ cái này thì các bác vừa để được dao vừa được đũa luôn. Đây, dao đũa để vào bình thường. Giá thì chỉ có 150k thôi, 150.000. Chất liệu bằng inox 304, có nắp ở đằng sau này. Đấy, có nắp đằng sau này các bác nhá. Đấy, có nắp dít này để các bác xả nước này hoặc là tháo ra bình vệ sinh này, còn nước thì các bác chỉ cần nghiêng đi là nó đã chảy rồi, nghiêng đi nó chảy rồi nhá. Ở đây thì 1 2 3 4 con dao này, một cái liếc, một cái kéo này và các bác dắt đũa vào đây. Đấy. Các bác lên cho em là giá dao đũa nhá, giá dao đũa này. Đấy, hoặc là kệ dao đũa. Kệ dao đũa. Giá sẽ là 150.000, 150.000 cái kệ dao đũa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái túi rác nhá. Đấy, túi đựng rác. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng túi cực kỳ là thông minh luôn. Một bịch này của nó là tới 100 túi luôn. Đấy, 100 chiếc luôn. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng nhá. Bịch này là 100 cái luôn. Thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy. 100 cái tức là các bác dùng 3 tháng với hết bịch này. Dùng 3 tháng với hết bịch này nhá. Một bịch này 100 chiếc luôn. Chất liệu túi bóng rất là dai. Các bác có thể dùng để mình đựng rác rồi nói chung là các kiểu đều được. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái dập đứt như này thì các bác giật ra cho em. Đấy, các bác xé ra cho em này. Đấy, xé ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lồng nó ra. Lồng nó ra mình cho vào các cái thùng rác nhà mình, nó rất là tiện luôn. Nếu các bác dùng những cái túi bóng đen thì nó lại không đủ cái diện tích để mình sử dụng, nhưng mà con này thì rất là ngon luôn. Đấy, kích thước của nó là 40-45, thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy, 45-50 thoải mái luôn. Các bác lột ra nhà cho em này. Đấy, sau đó thì mình lồng vào thùng rác thôi, lồng vào thùng rác này. Đấy, rất là to luôn nhá. Đấy, 45-50 rất là to luôn, lồng vào thùng rác này. Sau đó khi nào mà đi đổ thì các bác chỉ cần là giật cái quai này lên cho em. Đấy, giật cái quai này lên cho em. Sau đó thì mình xách đi thôi, không cần bẩn tay luôn. Đấy, hàng thì rất là dai luôn các bạn, rất là dai luôn nhá, rất là dai luôn các bạn. Đấy, túi bóng rất là mỏng như vậy, rất là dai các bạn này. Đấy, lên mã giúp cho em là túi đựng rác nhá. Các bạn lên cho em là túi rác nhá. Đấy, túi rác giá sẽ là 45k. Con này thì các bác mua 5 bên em sẽ tặng 1 nhá. Đấy, 45.000 cho một bịch như này, 100 cái luôn, mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân. Giá thì sẽ là 40k cho một bịch như này, 40k cho một bịch 50 miếng. Con này thì bên em cũng bán mua 5 tặng 1 luôn. Đấy, chương trình tri ân khách hàng cứ mua 5 tặng 1 bao gồm là 50 gói thuốc này và 50 miếng dán như này, chuyên dùng để thải độc gan bàn chân và các cái khu vực nào mà các bác cần dán lên cũng rất là tốt luôn. Giá sẽ là 40k trên một bịch như này, mua 5 tặng 1 nhá, mua 5 tặng 1. Miếng dán thải độc chân rất tốt luôn. Đó, mua 5 tặng 1 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn 20 nhá, đèn 20. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 cho con đèn 20 này thôi. Chất liệu của nó thì bằng thép nhá, rất sáng luôn, rất sáng luôn. Có một viên pin 18650 pin của hãng và kèm cho các bác một cái cáp sạc cái này nhá, cáp sạc. Hàng rất tiện ích cho các bác luôn. Đấy, nhỏ gọn, dài thì khoảng 20 cm. Lắp pin thì các bác lắp đúng chiều pin cho em nhá, lắp đúng chiều pin cho em để tránh nó không lên nhá. Đấy, các bác cứ lắp đúng chiều pin cho em là nó sẽ lên thôi. Đấy, lắp đúng chiều pin nhá, xoáy chặt vào. Sau đó thì các bác bật công tắc lên cho em. Đó, bật công tắc lên. Đây, đấy, bật công tắc lên. Nếu các bác xoáy mà chưa chặt thì nó sẽ không lên, hoặc là không đúng chiều thì các bác đảo chiều pin đi cho em. Lên cho em là đèn 20 nhá. Giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, 110.000 cho con đèn 20 như này. Siêu sáng luôn. Đấy, siêu sáng luôn các bác thấy không? Đây, mình có thể zoom ra zoom vào này, rất là tiện luôn nhá. Đây em sẽ tắt điện để em test cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy, sáng chưa? Các bác thấy không? Đây. Đấy, một con đèn này. Đấy. Các bác có thể zoom zoom lại này, sáng nhất, rất sáng luôn nhá. Đây, pha của nó này. Đấy, các bác thấy chưa? Pha của nó rất là rọi luôn nhá, rất rọi luôn. Các bác có thể tùy chỉnh nhá.
Chỉnh rất đơn giản là các bác chỉ cần đẩy tay lên, đẩy tay xuống như này thôi là xong này. Đấy, rất sáng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20 nhá. Rất sáng luôn. Và pha của nó rất là rộng coi nhá, dùng rất là thích luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Pha thì siêu rọi luôn các bác nhá. Pha thì siêu rọi luôn, các bác thấy không? Có thể rọi xa hàng nghìn mét luôn các bác nhá. Đó, rồi ok.